Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 97. Ngô Bình, trên đó vẫn còn một cấp thiên phẩm nữa mà. Phạm Chí, à, thật ra cánh cổng gặp trục trặc nên chỉ kiểm tra được đến cấp thánh phẩm thôi, không lên được nữa. Ngô Bình không hỏi thêm nữa mà đi theo Phạm Chí lòng vòng một hồi, cuối cùng họ đã đến trước một đại điện. Phạm Chí không đi vào ngay mà cung kính nói ở bên ngoài, tông chủ, hôm nay có một thiên kiêu cấp thánh phẩm xuất hiện, đệ tử đã dẫn đến đây rồi ạ. Một giọng nói vọng từ trong ra, bảo cậu ấy vào đây. Phạm Chí cậu vào đi. Ngô Bình đi vào bên trong thì thấy rất tối, có một ông lão đang ngồi ở giữa đại điện. Anh nhìn kỹ thì thấy nửa thân dưới của ông ấy đã hóa đá, chỉ còn nửa thân trên cử động được. Ông lão có vẻ hiền từ, lông mi lông mày đã bạc trắng, ông ấy cười nói, chào cậu. Ngô Bình chắp tay, tham kiến tông chủ. Ông lão, tôi là Dương Thiên Hóa, cậu tên gì? Ngô Bình, vãn bối là Lý Huyền Bình, đến từ Đại Lục Côn Luân. Ông lão gật đầu, ra là tu sĩ Côn Luân. Ha ha, thật ra sư tổ của Hoàng Ngọc Tông cũng đến từ Côn Luân đấy. Ngô Bình, sư tổ ạ, đó là người sáng lập ra Hoàng Ngọc Tông ư? Ông lão, đúng thế, truyền thuyết về Ngọc Hoàng Đại Đế ở Côn Luân là nói về sư tổ Ngọc Hoàng đấy. Ngô Bình, vậy Ngọc Hoàng cũng là người của khuyên giới ạ? Ông lão, Ngọc Hoàng tu luyện thành công xong thì khuyên giới mới xuất hiện, người chính là một trong số những người đã khởi xướng ra kế hoạch thiên ngoại thiên. Ngô Bình, ra là vậy, tôi từng đọc sổ tay của Ngọc Hoàng ở Côn Luân. Ông lão cười nói, quả nhiên là cậu có duyên với Ngọc Hoàng. Lý Huyền Bình, cậu có muốn trở thành đệ tử của Hoàng Ngọc Tông không? Đó chính là mục đích của Ngô Bình nên anh nói ngay, có ạ. Ông lão tốt, từ giờ cậu sẽ được tu hành ở Điện Ngọc Hoàng. Ở đây, cậu sẽ có cơ hội lĩnh ngộ truyền thừa của Ngọc Hoàng, còn lĩnh ngộ được bao nhiêu là phụ thuộc cả vào cậu. Ngô Bình, tiền bối, Điện Thiên Trạch nằm ở đâu? Dương Thiên Hóa, cậu chỉ cần đi tới nơi rèn luyện lúc trước, tìm kiếm mảnh truyền thừa ở đó, khi cậu đã gom đủ mảnh truyền thừa thì có thể mở ra cánh cửa truyền thừa. Sau khi tiến vào cánh cửa truyền thừa, cậu sẽ có thể tìm được truyền thừa của ba cường giả tối cao, một trong ba cường giả này chính là người của Điện Ngọc Hoàng nhưng tôi có quyền lực trực tiếp đưa cậu vào trong Điện Ngọc Hoàng tu hành. Ngô Bình, còn hai cường giả tối cao khác thì sao, cũng là nhân vật cỡ Ngọc Hoàng à? Dương Thiên Hóa, hai vị khác lần lượt là Câu Trần Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, ba vị Đại Đế đều có những lĩnh vực sở trường riêng. Nếu cậu có thể hợp nhất ba truyền thừa này thì sẽ đạt được thành tựu có 102, vượt qua người đi trước. Ngô Bình, tiền bối, trước tôi thì có ai từng bước qua cánh cửa truyền thừa chưa? Dương Thiên Hóa có, hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Tiếc là chẳng ai trong số đó tìm được trung tâm của truyền thừa, nhiều nhất cũng chỉ là chút thành tựu mặt ngoài thôi. Tư chất của cậu bất phàm, lần này đi chắc chắn sẽ có thu hoạch. Ngô Bình, nếu đã vậy, tôi xin đi Điện Ngọc Hoàng thử một lần. Dương Thiên Hóa, được, cậu có thể đi Điện Ngọc Hoàng bất cứ lúc nào. Ngô Bình, tiền bối, thân thể ông đã hóa đá, việc này có liên quan gì với việc tu luyện không? Dương Thiên Hóa khẽ khàng thở ra, truyền thừa Ngọc Hoàng vô cùng huyền bí, tôi đã cưỡng ép tu luyện nên mới biến thành dáng vẻ hiện tại. Tiểu Hữu, nếu có được truyền thừa của Ngọc Hoàng, hãy giải thoát cho tôi nhé. Ngô Bình, được, đến lúc đó tôi sẽ trị liệu cho tiền bối. Dương Thiên Hóa lấy ra một bùa ngọc, đưa cho Ngô Bình rồi nói, cậu kích hoạt bùa ngọc này là có thể trực tiếp tới Điện Ngọc Hoàng. Ngô Bình đưa hai tay ra nhận, tạ ơn tông chủ. Tôi sẽ phái người của mình dẫn cậu đi hiểu biết các nơi trong Điện Ngọc Hoàng. Một người đàn ông trung niên to cao đi tới, ông ta thi lễ với Dương Thiên Hóa. Dương Thiên Hóa, trưởng lão viên, sau này cậu ta sẽ là đệ tử của Ngọc Hoàng Tông, thương lượng về việc thu xếp thân phận đi nhé. Trưởng lão viên đáp, vâng thưa tông chủ, chúng tôi lập tức sắp xếp. Ngô Bình đi theo trưởng lão kia tới một đại điện, trưởng lão không nói gì, chỉ lo đi đường. Khi tới một sân nhỏ, ông ta thản nhiên nói, nghe nói thành tích kiểm tra của cậu không tệ. Ngô Bình cũng đã cảm giác được là trưởng lão này không mấy thân thiện với mình. Hơn nữa ông ta có vẻ không quá kính trọng tông chủ Dương Thiên Hóa. Anh đáp, phải.
Trưởng lão Viên, tông chủ có cho phép cậu tiến vào điện Ngọc Hoàng không? Ngô Bình, có. Trưởng lão Viên cười lạnh, người người đều muốn tới điện Ngọc Hoàng nhưng lại lo biết truyền thừa nơi ấy không phải là thứ mà người thường có thể hưởng được. Không có số mạng đó thì chẳng khác nào đi chịu chết, tôi nghĩ cậu nên thận trọng suy xét. Đúng rồi, sau này cậu sẽ là đệ tử sơ cấp, nơi này là nơi ở của cậu, không có gì thì đừng chạy lung tung. Tôi sẽ cho người chỉ bảo cậu. Nói xong, trưởng lão Viên này rời đi. Ngô Bình vào trong sân nhỏ của mình, phát hiện điều kiện nơi này rất bình thường, chắc là nơi ở của đệ tử cấp thấp. Mấy phút đồng hồ sau, một thanh niên đi tới, cười nói, tôi là trưởng lão phụ trách giải quyết những sự vụ của đệ tử cấp thấp, tên là Chu Duyên Niên, sau này có việc gì cứ tới tìm tôi. Người này mang tới những vật dụng cần thiết cho Ngô Bình như nhẫn chứa đồ, lệnh bài để ra vào Ngọc Hoàng Tông, đồng phục đệ tử, tài nguyên tu luyện. Sau khi để lại đồ đạc, Chu Duyên Niên rời đi, tuy Ngô Bình cảm thấy những người này không coi trọng mình nhưng anh cũng chẳng quan tâm mấy. Cầm lệnh bài lên, anh rời đi Ngọc Hoàng Tông, đi tìm Chu Ngọc Nhan. Đến nơi, Chu Ngọc Nhan đang tu luyện, thấy anh về thì vội hỏi, có thành công không? Ngô Bình đưa lệnh bài cho cô ấy xem, cười nói, đệ tử cấp thấp. Chu Ngọc Nhan có chút khó hiểu, tư chất của anh tốt vậy thì sao lại là đệ tử cấp thấp? Ngô Bình, ai mà biết, ở đó có một trưởng lão họ Viên, cô từng nghe nói chưa? Vì gia nhập Ngọc Hoàng Tông, Chu Ngọc Nhan đã tìm hiểu rõ ràng nhiều việc, cô ấy nói, người anh nói là trưởng lão Viên Diệu Chân à, ông ta là trưởng lão có quyền lực lớn nhất chỉ sau tông chủ. 20 mấy năm nay, tông chủ mặc kệ mọi thứ nên trưởng lão Viên gần như cũng đã thành tông chủ, chuyện gì cũng do ông ta định đoạt. Ngô Bình như có điều suy nghĩ, chả trách ông ta lại chẳng tôn trọng tông chủ bao nhiêu. Tông chủ kêu ông ta thu xếp cho tôi, rõ ràng là đang bảo ông ta chiếu cố quan tâm nhưng người này lại cho tôi làm đệ tử cấp thấp. Chu Ngọc Nhan suy tư một lát mới thở dài một hơi, tông chủ đúng là đa mưu túc trí. Ngô Bình, xin chỉ giáo thêm. Chu Ngọc Nhan, anh nghĩ xem, một đệ tử thiên tài bị đối xử như thế, trong lòng anh nhất định sẽ ôm oán hận. Mà một thiên tài thật sự sẽ không bị mai một, chẳng bao lâu sau, anh nhất định sẽ quật khởi. Đến lúc đó, anh sẽ đối đầu với Viên Diệu Chân, trở thành đồng minh của tông chủ. Ngô Bình thở dài, đúng là cáo già. Chu Ngọc Nhan, công tử, anh có tính toán gì về bước tiếp theo không, ở lại Điện Ngọc Hoàng để tu luyện à? Ngô Bình, tôi sẽ tới Điện Ngọc Hoàng, tôi muốn xem thử truyền thừa của Ngọc Hoàng Đại Đế khó lấy cỡ nào. Chu Ngọc Nhan, thật ra ấy, một trong những nguyên do Viên Diệu Chân coi thường anh là do từ xưa tới nay, không ai có thể thật sự tìm được truyền thừa của Ngọc Hoàng, trong đó có không ít thiên tài đứng đầu. Thật ra năm đó Viên Diệu Chân cũng từng là một thiên kiêu, từng đi điện Ngọc Hoàng rồi. Đương nhiên ông ta không thu hoạch được gì, hơn nữa còn chưa rõ toàn bộ điện Ngọc Hoàng đâu. Ngô Bình, thế nên ông ta cho rằng tôi cũng sẽ không đạt được gì. Chu Ngọc Nhan, điều này cũng không kỳ quái, tìm được truyền thừa trong điện Ngọc Hoàng là một việc cực khó thành công. Hai người tán gẫu thêm vài câu, Ngô Bình trở lại phòng tu luyện Chu Thiên Chân Nhân, đã thông những thần khiếu còn lại. Lần tu luyện này kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày, cuối cùng anh cũng đã thông tất cả thần khiếu, sau đó thuận lợi tiến vào cấp bậc, cảnh giới tiếp theo. Cảnh giới chân nhân tầng 1 này được gọi là Phi Thiên Chân Nhân. Phi Thiên Chân Nhân chính là đỉnh ở đây, không phải bầu trời mà là thiên giới mênh mông, vũ trụ khôn cùng, đây là một dạng thể hiện lực lực mạnh mẽ. Phi Thiên Chân Nhân là phải có thần hải trong cơ thể. Có thần hải thì tương đương sẽ có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Nhưng trước khi thành Phi Thiên Chân Nhân, Ngô Bình phải tiếp tục tu luyện thai thần, cuối cùng thai thần biến thành thần anh. Lúc này, trong đỉnh bầu trời bỗng xuất hiện sấm chớp. Ngô Bình sắp phải chịu lôi kiếp rồi. Anh đã trải qua những việc này nên trong lòng cũng bình thản, đi vào nơi hoang vu, hứng ấy sự chui rèn của sấm sét. Quá trình độ lôi kiếp rất thuận lợi, không khác lần trước là mấy, anh thành công tiến vào cảnh giới thần hóa, đến lúc này, anh đã khôi phục tu vi trước kia, Dương Thần lại xuất hiện. Sau khi Dương Thần xuất hiện, Ngô Bình mới bắt đầu mở ra, đột phá lên cảnh giới Phi Thiên Chân Nhân. Dương Thần truyền vào cơ thể, mở ra một không gian trong não của anh.
Dương thần không ngừng phóng ra sức mạnh tinh thần ở trong đó. Những sức mạnh tinh thần này biến thành một đại dương trong không gian, được gọi là thần hải. Thần hải càng lớn, tinh thần phi thiên chân nhân càng mạnh, tu vi càng cao. Trong quá trình trùng tu, cơ thể, tinh thần Ngô Bình đều được thiên đạo chui rèn, thay ra đổi thịt. Tới tận lúc này, anh mới quyết định đi tới Điện Ngọc Hoàng. Anh lấy ra một bùa ngọc, truyền chân lực vào, bùa ngọc biến thành một luồng sáng bao bọc toàn thân anh biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, Ngô Bình xuất hiện trong một đại điện. Trong đại điện có một pho tượng người to lớn, đầu đội mũ miệng kim loại màu tím, mặc áo bào màu vàng rộng rãi, mặt vuông tai lớn, mang theo uy nghiêm vô ngần, làm cho người nhìn lên nảy sinh lòng thần phục. Pho tượng bỗng biến thành người. Người kia mỉm cười, cậu nhóc, cậu đến từ đâu? Tim Ngô Bình đập loạn, ông là Ngọc Hoàng Đại Đế ư? Người kia nói, Ngọc Hoàng Đại Đế, ha ha, coi bộ cậu đến từ Đại Lục Côn Luân rồi. Ngô Bình hít sâu một hơi, hóa ra Đại Đế vẫn còn ở nhân thế. Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười, người khác khó mà hại được người như ta, thế nên ta cứ sống vậy thôi. Chẳng qua ta tự phong ấn bản thân bên trong điện Ngọc Hoàng này, nếu thời điểm chưa chín muồi thì ta không thể đi ra ngoài. Ngô Bình, Ngọc Hoàng tiền bồi, phải chăng mỗi người tới đây đều có thể nhìn thấy ông ư? Ngọc Hoàng Đại Đế cười đáp, tất nhiên không rồi. Chỉ có những ai có tư chất tốt thì mới có thể nhìn thấy bổn tôn. Cậu là người thứ ba nhìn thấy ta đó nhóc à? Ngô Bình, Ngọc Hoàng tiền bối, tôi từng đọc được sổ tay mà ông biên soạn. Ngọc Hoàng Đại Đế bật cười ha ha, không tệ, xem ra cậu và ta cũng có duyên. Nhóc này, cậu tên gì thế? Ngô Bình, vãn bối là Lý Huyền Bình. Ngọc Hoàng Đại Đế, chắc hẳn cậu cũng biết dự tính ban đầu khi bọn ta thành lập Thiên Ngoại Thiên nhỉ? Ngô Bình gật đầu, vãn bối biết sơ sơ, vì ông muốn tạo ra một nơi có thiên đạo hoàn chỉnh cho những người xuất sắc nhất của nhân tộc. Ngọc Hoàng Đại Đế, người có thể dẫn dắt nhân loại tiến lên, giúp nhân loại mạnh mẽ hơn vĩnh viễn chỉ là thiểu số. Mấy người bọn ta cùng thương lượng, quyết định mở ra một không gian như vậy, đặt tên là Thiên Ngoại Thiên. Sau đó, bọn ta đã chọn ra vài người ở mỗi khuyên giới, bảo bọn họ lựa chọn thiên tài, đưa tới Thiên Ngoại Thiên tu luyện. Ngô Bình, tiền bối tài trí và mưu lược kiệt xuất, đó chính là may mắn của nhân tộc chúng ta. Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng chuyện này vẫn bị cường giả thần tộc phát hiện, thế nên thần tộc đã hạ lời nguyền vô cùng độc ác lên ta. Vì để tránh né lời nguyền đó, ta đã ẩn thân nơi đây, tiện thể chỉ dạy cho thiên tài của nhân tộc. Tiếc là đã điều năm như vậy mà chưa có một ai khiến ta hài lòng. Trái lại là cậu đó, nom cậu có vẻ khá được. Ngô Bình, Ngọc Hoàng tiền bối, liệu vãn bối có thể nhận được truyền thừa của ông không ạ? Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng cậu có thể nhận được bao nhiêu thì phải phụ thuộc vào số mệnh của cậu. Trong lòng Ngô Bình khẽ động, tiền bối, cảnh giới của ông chính là Thánh Hoàng ư? Ngọc Hoàng Đại Đế, quả thật ta đúng là Thánh Hoàng. Ngô Bình, vãn bối từng lấy được một bộ công pháp có tên là Thái Nhất Hoàng Cực Kinh, tiền bối có biết nó không ạ? Ngọc Hoàng Đại Đế cười đáp, đây là công pháp của chân hoàng, quả nhiên cậu là người may mắn. Thánh hoàng bọn ta thực chất chính là những người thừa kế sức mạnh chân hoàng. Nếu cậu đã có truyền thừa của chân hoàng vậy thì tất nhiên cũng sẽ tiếp nhận được sức mạnh của ta. Dứt lời, ông ta liền đặt một bàn tay lớn lên đỉnh đầu Ngô Bình, một luồng gió mát như sức mạnh tiến vào thân thể anh, dần dần lan tới khắp các tế bào bên trong. Ngô Bình cảm thấy vô cùng thoải mái, thư thái toàn thân. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Ngọc Hoàng Đại Đế bỏ tay ra, cười nói, thể chất của cậu quả nhiên cũng được chế tạo riêng. Hay lắm. Ngô Bình ngây ra, tiền bối, ông đã truyền thừa cho vãn bối rồi ư. Ngọc Hoàng Đại Đế cười nói, truyền thừa của ta nhuận vật vô thanh, đã được cậu hấp thu toàn bộ. Nhưng chỉ khi cậu đạt tới giai đoạn tu luyện tương ứng thì mới mở ra được truyền thừa của ta. Ngô Bình còn muốn hỏi thêm gì đó, song Ngọc Hoàng Đại Đế đã vung tay lên, đi đi. Anh cảm nhận được trời đất quay cuồng, đến lúc mở mắt ra thì đã quay về địa phương trước đó. Sau khi ngẩn người mấy giây tại chỗ, anh liền quay về nhà mình. Chu Ngọc Nhan đang luyện công, thấy anh về liền vội vàng ra coi,
cất lời hỏi han, anh vừa tới Điện Ngọc Hoàng rồi ư? Ngô Bình, đi qua rồi. Chu Ngọc Nhan, vậy cô thu hoạch được gì? Ngô Bình nhìn cô ấy, không có cảm giác gì hết. Anh không nói dối, lúc anh tiếp nhận truyền thừa quả thật không hề cảm nhận được gì cả. Chu Ngọc Nhan hơi lộ vẻ thất vọng, nói, nghe đồn những người nhận được truyền thừa sẽ cảm thấy thân thể rất đau đớn. Xem ra anh không nhận được truyền thừa gì rồi. Ngô Bình cười, đều có số cả, không nhắc tới nó nữa. Chu Ngọc Nhan, tôi thấy vẫn nên tới nơi thử luyện thì hơn, để thử vận may xem sao. Ngô Bình, tính sau đi. Ngồi được một lát, thấy vẫn còn sớm nên anh liền đi tới Ngọc Hoàng Tông một chuyến. Anh quay về nơi ở của mình thì có một trưởng lão tên Chu Duyên Niên tới tìm, trưởng lão viên bảo tôi tới hỏi thăm, có phải cậu mới tới Điện Ngọc Hoàng không? Ngô Bình thở dài, đáp đến rồi. Có thu hoạch gì không, anh ta tiếp tục hỏi. Ngô Bình, không có, vừa mới vào thì bị một luồng sức mạnh đẩy ra ngoài. Tất nhiên anh sẽ không nói thật, vì dù sao vị trưởng lão họ Viên kia cũng không ưa thích gì anh. Chu Duyên Niên cười nói, đừng nhụt chí, phần lớn mọi người đều vậy mà. Sau khi hỏi đáp vài lời, Chu Duyên Niên liền rời đi, tới gặp Viên Diệu Chân. Lúc này, Viên Diệu Chân đang ngồi ngay ngắn trong điện cùng một vài vị trưởng lão của tông môn. Chu Duyên Niên tiến vào rồi cất lời, trưởng lão Viên, đệ tử mới tới kia đã tới Điện Ngọc Hoàng rồi. Đúng như ông dự đoán, cậu ta không nhận được gì hết. Viên Diệu Chân, trên người cậu ta có thay đổi gì so với lần trước không? Chu Duyên Niên, không thay đổi gì hết. Viên Diệu Chân cười lạnh, thiên tài gì đã sao? Không nhận được truyền thừa của Ngọc Hoàng, trong mắt ta chẳng là cái thá gì hết. Chu Duyên Niên, trưởng lão Viên, vậy nên xử lý kẻ này thế nào ạ? Viên Diệu Chân, chẳng phải cậu ta còn chưa thử luyện đấy sao? Ngươi dẫn cậu ta tới nơi thử luyện đi. Chu Duyên Niên nở nụ cười, hiểu rồi ạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình vừa ngâm cho mình một chén trà thì Chu Duyên Niên lại tới, anh ta nói, thử luyện của Ngọc Hoàng Tông bình thường đều do một nhóm người cùng thực hiện, làm vậy sẽ giúp giảm bớt nguy hiểm. Lý Huyền Bình, cậu muốn thử không? Ngô Bình, tôi đang chuẩn bị cho việc thử luyện, có thể tham gia. Chu Duyên Niên, được, một canh giờ sau xuất phát, cậu chuẩn bị đi. Lúc đó tôi sẽ tới gọi cậu. Thấy anh ta rời khỏi, Ngô Bình liền lặng lẽ đi vào đại điện của Dương Thiên Hóa. Anh vừa xuất hiện thì Dương Thiên Hóa đã cười hỏi, cậu có thu hoạch gì không? Ngô Bình, tôi tới Điện Ngọc Hoàng rồi. Mắt Dương Thiên Hóa sáng lên, ồ, vậy cậu có thu hoạch gì không? Ngô Bình không đáp thẳng, chỉ nói là, hiện giờ ta vẫn chưa thể chữa trị cho ông, thế nhưng ông cùng đừng quá lo lắng, trong vòng 1-2 năm nữa ta sẽ lại tới. Dương Thiên Hóa cười nói, được, lão phu chờ cậu ở đây. Nửa canh giờ sau, Chu Duyên Niên đi tới sân viện của Ngô Bình. Tiếp đó, anh đi theo anh ta vào một sân viện rất lớn, trong đó đã có 7 tu sĩ. Chu Duyên Niên nói, 8 người các cô cậu chung nhóm, cùng tiến về nơi thử luyện. Hiện giờ ta sẽ nói qua về quy tắc. Ngô Bình đánh giá 7 người còn lại, có 3 nữ 4 nam, cả đám đều rất kiêu ngạo, nhìn anh bằng nửa con mắt. Điều này cũng khó trách vì cả 7 người này đều là đệ tử cấp cao, chỉ mình anh là đệ tử cấp thấp. Ngô Bình cũng chẳng buồn để ý tới họ, mà một mình đứng một bên. Sau khi nói xong một tràng dài, Chu Duyên Niên liền dẫn mọi người tới nơi thử luyện. Bay trên không chừng hơn 2 canh giờ, trước mặt họ liền xuất hiện một ngọn núi lớn bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Khi tới chân núi, Chu Duyên Niên cất lời, trước mặt chính là nơi thử luyện, các cô các cậu có thể vào đó. Nhớ kỹ lời ta, đồng môn phải giúp đỡ lẫn nhau, như vậy mới có thể nâng cao tỷ lệ sống sót. 8 người sóng vai bước vào làn sương mù dày đặc và cuồn cuộn, biến mất khỏi tầm mắt của Chu Duyên Niên. Đi thêm một đoạn, trong 7 người có một nam tu đột nhiên đứng khựng lại, nhìn chằm chằm Ngô Bình rồi cất lời, đệ tử cấp thấp, cậu tên gì? Đối phương sẵn giọng hỏi câu này, tỏ ra cực kỳ coi thường Ngô Bình. Ngô Bình cũng không để ý, chỉ đáp Lý Huyền Bình. Người này nói, cậu là người địa vị thấp nhất, tu vi kém nhất trong chúng ta, thế nên phải phục tùng mệnh lệnh của bọn tôi, hiểu chưa hả?
Ngô Bình, Ngọc Hoàng Tông từ khi nào đã quy định đệ tử cấp thấp nhất định phải phục tùng đệ tử cấp cao? Người này nghe Ngô Bình lại dám cãi lại thì nổi giận, danh con, ngứa đòn rồi phải không? Hắn ta lập tức đi qua, nâng tay định tát Ngô Bình. Ngô Bình cười lạnh một tiếng, ra tay sau nhưng cú tát lại đến trước, anh thẳng tay tát người kia bay xa cả mấy chục mét, sau khi rơi xuống đất thất khiếu đều chảy máu, cũng không biết còn sống hay chết. Đánh bay người, Ngô Bình nói, các người còn thấy tôi không thuận mắt không? Cả sân tĩnh mịch như tờ, sáu người còn lại đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không ngờ, người mới này lại mạnh như vậy. Một nữ đệ tử đi đến, vẻ ngoài xinh đẹp, cô ta cười nói, sư huynh Lý, không ngờ thực lực anh mạnh đến vậy. Ha ha, Triệu Truyền Tân là một tên mù, có mắt không thấy cao thủ. Đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại, Ngô Bình nói, mọi người có thể đi theo tôi, cũng có thể tự mình đi. Nữ đệ tử này lập tức nói, đương nhiên chúng tôi theo sư huynh Lý rồi. Sư huynh, tôi tên Lý Đại Nhi. Ngô Bình không có ấn tượng tốt với mấy người này, anh vốn muốn đi một mình, nhưng nghĩ có lẽ bọn họ biết nhiều về khu rèn luyện hơn, bèn quyết định vẫn nên cùng nhau hành động. Không quan tâm đến người đàn ông hôn mê kia, bảy người tiếp tục đi một đoạn, anh hỏi, nơi này đã là khu rèn luyện rồi sao? Lý Đại Nhi nói, sư huynh, nơi này là vùng ven, không có thứ gì hay ho. Đi vào trong thêm mười mấy dặm nữa, mới là khu rèn luyện thực sự. Ngô Bình, cô từng đến đây rồi. Lý Đại Nhi cười nói, tôi là lần thứ ba đến. Quả nhiên, lại đi thêm mười mấy dặm, cảnh vật xung quanh đột nhiên trở nên khác thường. Trong không khí, tựa như cũng ẩn chứa bầu không khí quỷ dị. Nơi này, hình như khác với bên ngoài. Anh nói. Một nam tu nói, sư huynh, người ở khu rèn luyện, thân thể đều sẽ có biến dị, cho nên chúng ta không thể ở lại quá lâu. Nếu không sẽ biến thành quái vật. Ngô Bình chợt giật mình trong lòng, biến thành quái vật. Nam tu gật đầu, đúng vậy. Trong lịch sử, có rất nhiều người bởi vì ở lại quá lâu nên đã biến thành quái vật. Mà nguy hiểm lớn nhất của khu rèn luyện cũng đến từ nhóm tu sĩ loài người biến thành quái vật. Lý Đại Nhi nói, có vài người là thân thể dị biến, cũng có vài người là nguyên thần hoặc pháp thuật dị biến, biến hóa kiểu nào cũng có, sư huynh nhất định phải cẩn thận. Ngay lúc này, Ngô Bình cảm nhận được một luồng năng lượng từ trong tế bào chậm chậm tuôn ra, trong năng lượng này còn có một vài thông tin, thoáng chốc đã được anh đọc thấu. Thông tin này, chính là liên quan đến khu rèn luyện, sau khi đọc xong thông tin, anh mới biết được tác dụng của khu rèn luyện. Trong khu rèn luyện, bày bố rất nhiều trận pháp thần kỳ, khiến sinh vật bên trong đều tăng tốc tiến hóa, tốc độ tiến hóa ước chừng nhanh gấp vạn lần so với tốc độ bình thường. Chuyện này khiến cho những tu sĩ không đủ sức tự khống chế một khi ở nơi này quá lâu sẽ xảy ra dị biến. Những dị biến này, có khả năng xảy ra trên thân thể, cũng có khả năng xảy ra trên tinh thần. Đương nhiên, nếu có thể khống chế được tiến hóa, thì sẽ có được lợi ích rất lớn. Truyền thừa Ngọc Hoàng để lại cho anh nói cho anh biết, sở dĩ thần tộc lớn mạnh, chính là vì đi đúng đường tiến hóa, mỗi một lĩnh vực đều tiến hóa ra từng năng lực mạnh mẽ. Nếu loài người cũng có thể chọn phương hướng tiến hóa, thì trên lý thuyết cũng sẽ xuất hiện nhiều cao thủ. Lúc này, Lý Đại Nhi nói, sư huynh, phía trước có một khu rừng, bên trong có không ít thứ hay ho, chúng ta có cần đi xem không? Ngô Bình nói, được. Đi chừng mười mấy phút, quả nhiên nhìn thấy một khu rừng âm u, có thể thấy được, trong rừng có rất nhiều hài cốt, không biết đã có bao nhiêu sinh linh chết đi. Lý Đại Nhi nói, sư huynh, bên trong nghe nói có mấy món bảo bối, nhưng thực lực chúng ta rất yếu, không dám đi vào tìm. Ngô Bình, mọi người cứ đợi ở bên ngoài. Nói xong, anh bèn đi vào trong. Khi nhìn thấy Ngô Bình biến mất, mấy người Lý Đại Nhi mới thở phào một hơi, cô ta nói, đây là một trong những nơi nguy hiểm nhất của khu rèn luyện, chắc hắn ta sẽ chết bên trong thôi nhỉ. Một nam tu lên tiếng. Dù sao chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của trưởng lão Chu, đi về thôi, về phục mệnh. Mấy người này không dám ở lại khu rèn luyện quá lâu, lập tức xoay thân rời đi. Nhưng đang định đi thì xung quanh vang lên từng tiếng gầm nhẹ, mười mấy quái vật hình dáng như người, đôi mắt đỏ thẫm bỗng xuất hiện, bọn họ có tám chân giống như nhện vậy, hai tay bị dị biến thành hai lưỡi đao bằng xương sắc bén,
ánh mắt vô cùng hung tàn. Người nhện, Lý Đại Nhi thét một tiếng, chạy mau. Không còn đường lui, đám người chỉ có thể bất chấp mọi thứ, chạy vào trong rừng sâu, những quái vật này ở xung quanh ven bìa rừng, cũng không có ai dám tiến vào. Ngô Bình sau khi tiến vào rừng không lâu thì cảm nhận được điểm kỳ lạ. Xung quanh cứ vang lên âm thanh kỳ quái, hơn nữa càng lúc càng gần. Ha ha! Đột nhiên, tiếng cười của một cô gái bỗng vang lên sau lưng anh. Anh xoay lại thì thấy một cô gái xinh đẹp, dáng người thon thả, mặc chiếc váy trắng, đang cười với anh. Không đúng, đôi chân cô gái này đã biến thành gỗ rồi, dưới chân có vô số rễ cây đỏ như máu đang chuyển động. Mỗi bước đi của cô ấy, rễ cây dưới chân sẽ xuyên vào mặt đất. Cô gái nói, công tử, tôi đẹp không? Ngô Bình nhìn chân cô ấy, nói tôi thích chân dài và trắng nõn, cô có sao? Cô gái ngây người, sau đó vẻ mặt cô ấy bỗng trở nên hung tợn, chân có tác dụng gì? Anh nhìn gương mặt thể xinh đẹp của tôi, thân hoàn hảo của tôi đi. Thân thể cô ấy bỗng bay lên không trung như dây mây, sau đó tấn công về phía Ngô Bình. Ngay lúc cô gái vừa tiến lại gần thì Ngô Bình nắm lấy cổ cô ấy, sức mạnh dữ dội, thân thể cô gái lập tức cứng đờ, không thể động đậy. Ngô Bình rời xuống hai chân cô ấy đang đứng, sau đó túm cổ chân, ném ra ngoài. Vừa ném đi, vô vàn rễ cây cũng vung ra, đánh vào miệng và mũi Ngô Bình. Ngô Bình tức giận, miệng cắn chặt rễ cây, nghiến răng giữ chặt, một ngụm cắn đứt, máu huyết tanh nồng tuôn vào miệng anh. Hai mắt anh sáng lên, nói, không ngờ còn có dược lực đặc biệt ẩn chứa bên trong nữa. Cô gái đau đớn kêu la thảm thiết, Ngô Bình kéo cô ấy ngồi lên người, sau đó ôm chân cô ấy như cầm rễ cây bắt đầu lấy máu. Máu của cô gái, bị anh lấy ra bỏ vào trong lọ, qua một lúc lọ cũng đầy. Cô gái tức giận nói, bỏ tôi ra, khốn nạn. Bị người ta ngồi lên người lấy máu, cô ấy rất khó chịu. Ngô Bình, kêu la cái gì, tôi đang giúp cô trị thương. Cô gái nổi giận, tôi không cần anh trị thương. Ngô Bình, sự tiến hóa của cô thật ra chỉ lệch hướng một chút thôi, chỉ cần sửa lại thì cô sẽ trở thành một tu sĩ rất lợi hại. Cô gái ngây người, thật ra cô ấy cũng muốn khôi phục thành hình người, nhưng trong đầu thường trống rỗng, không thể khống chế bản thân hành động, vì vậy đã không thể rời khỏi nơi này được nữa. Nghe thấy Ngô Bình nói như vậy, cô ấy không nhịn được bèn hỏi, anh là bác sĩ sao? Ngô Bình, còn là một bác sĩ rất lợi hại. Cô gái im lặng mấy giây, rồi nói tôi, còn có thể trở lại bình thường không? Ngô Bình, tôi phải nghiên cứu thử. Cô gái thở một hơi, có thể đừng ngồi lên ngực tôi không? Ngô Bình, chẳng trách lại mềm như vậy, xin lỗi. Anh đổi vị trí, lần này thì ngồi lên bụng cô gái, chỗ này khá bằng phẳng. Cô gái căm tức nói, anh có thể đừng ngồi lên người tôi không? Ngô Bình, kêu la cái gì? Đợi khi lấy máu đã đủ rồi Ngô Bình mới đứng dậy rồi ngồi xếp bằng một bên, uống một ngụm máu của cô gái, sau đó nhắm mắt cảm nhận dược lực. Cô gái cứ đứng đó, dùng vẻ mặt kỳ lạ nhìn Ngô Bình chằm chằm, nếu không phải đánh không lại thì cô ấy đã cắn chết anh rồi. Đã được trải nghiệm dược lực ẩn chứa trong máu cô gái, Ngô Bình nói, quả nhiên giống như tôi đã dự đoán trước. Vấn đề của cô không quá nghiêm trọng, có thể chữa trị. Cô gái vui mừng, thật sao? Ngô Bình, nhưng muốn khôi phục thì phải trả giá, quá trình sẽ rất đau đớn. Tôi muốn rút sạch máu huyết trong người cô, sau đó đưa máu của tôi vào trong cơ thể cô, làm như vậy, kết quả xem như cô được sống lại lần nữa, hơn nữa còn có thể duy trì được năng lượng vốn có, đồng thời cô sẽ trở thành người phụ thuộc vào tôi, cả đời sẽ bị tôi khống chế. Cô gái im lặng một lúc, cả đời bị người ta khống chế, bản thân có thể chịu đựng được không? Ngô Bình, vì vậy cô phải nghĩ cho kỹ, một là vĩnh viễn bị nhốt ở đây, sống cô độc một mình, hai là đi ra ngoài với tôi, sống cuộc sống bình thường. Đúng rồi, tuy nói là tôi có thể khống chế cô, nhưng tôi cũng sẽ không thật sự can thiệp chuyện cô. Cô gái khẽ thở dài, nói, được thôi, ta chấp nhận. Ngô Bình, vậy tôi bắt đầu. Cô dáng chịu đựng. Nói xong, tay phải anh nắm trên không, máu huyết cả người cô gái lập tức rời khỏi cơ thể, bị anh phong ấn đưa vào một cái lọ. Cô gái không còn máu huyết, lập tức ngất đi, cơ thể trắng bệch như tờ giấy,
rễ cây dưới chân cũng khô héo. Cuối cùng đưa máu của canh vào trong thân thể cô gái, lại là thể chất thái cổ chân nhân, máu huyết của anh, sở hữu năng lực chữa trị không hề tầm thường, đồng thời còn có thể nâng cao thể chất cô gái. Anh đưa vào người cô thể chừng một chén máu, máu huyết thoáng chốc đã tăng lên gấp 10 lần, thân thể cô gái bỗng chốc căng đầy, giây tiếp theo, cô ấy mở bừng mắt, hít sâu một hơi, sau đó tim cô bắt đầu đập mạnh. Sức sống mạnh mẽ ấn chứa trong máu huyết khiến rễ cây dưới chân cô lại tràn đầy sức sống, cắm sâu vào lòng đất. Sau đó, cô ấy lại đau đớn kêu thảm thì ra máu của Ngô Bình đang tiến hành thay đổi thân thể cô ấy. Hai luồng sức mạnh tranh giành quyền chủ động trong thân thể cô ấy. Hai luồng sức mạnh, đại diện cho hai hướng tiến hóa, một là ban đầu vốn có của cô ấy, còn lại là do máu của Ngô Bình mang đến. Ngô Bình không để ý đến cô ấy, bắt đầu ở bên cạnh tu luyện thần hải phi thiên chân nhân. Thần hải của anh vẫn chưa đủ mạnh, hiện tại cần phải mở rộng diện tích thần hải, để có được tinh lực mạnh hơn. Ngay khi Ngô Bình tu luyện, anh cảm nhận được một luồng sức mạnh tinh thần dũng mãnh, bắt đầu lao về phía anh, muốn giết chết anh, đoạt lấy thần hải của anh. Thần hải của anh giống như một miếng thịt mỡ, hương thơm bay đi rất xa, thoáng chốc đã thu hút các sinh vật đáng sợ trong khu rừng. Những sinh linh này, thích nhất là cắn nuốt linh hồn kẻ khác để nuôi dưỡng bản thân. Ngô Bình đẩy lùi đòn tấn công này, thì lại có một luồng sức mạnh tinh thần khác lao đến, cái sau còn mạnh hơn cái trước. Cứ như vậy, chưa đến nửa tiếng đồng hồ, Ngô Bình đã bị tấn công hơn 70 lần, hơn 70 lần tấn công này đến từ 10 sinh vật với sức mạnh tinh thần hung mãnh. Chưa hết sao, khi đòn tấn công cuối cùng kết thúc, Ngô Bình cuối cùng cũng nổi giận, chớp mắt đã phóng dương thần ra. Dương thần của anh tỏa ánh sáng khắp vạn trượng, sáng rực như mặt trời. Một khi nó xuất hiện thì sẽ khiến vô vàn sinh linh sợ hãi trốn tránh. 12 sinh linh này cũng giật mình, linh hồn quá mạnh. Dương thần của Ngô Bình vô cùng hung hăng, một tay một cái, chớp mắt đã bắt giữ hết 12 sinh linh năng lượng hóa kia bỏ vào thần hải Ngô Bình. Trong thần hải vươn ra 12 bàn tay, bắt lấy 12 sinh linh bỏ vào trong. Ngay sau đó, những sinh linh đã bị hòa tan, trở thành một phần của thần hải. Sức mạnh tinh thần của những sinh vật này có khác biệt rất lớn so với Ngô Bình, hấp thụ bọn chúng. Thần hải của anh đã có thêm thần hải của 12 loại sinh vật. Dương thần của Ngô Bình ngồi xếp bằng trên không, đột nhiên anh mở mắt, vươn tay ra bắt, một con cá bay lên trong thần hải, bị anh một ngụm cắn vào đầu, con cá đau đớn giãy giụa, nhưng sau đó lại bị cắn ngụm thứ hai. Đây chính là tác dụng của thần hải, đồng hóa toàn bộ sức mạnh tinh thần, biến thành thức ăn và đồ bổ sung cho dương thần. Ăn xong con cá này, Ngô Bình cảm thấy sức mạnh dương thần của mình rõ ràng đã tăng lên, sau đó thần hải cũng mở rộng hơn chút. Ánh mắt anh sáng lên, lầm bầm nói, xem ra, những sinh linh biến dị này, cũng giúp ích được cho mình. Sau đó, anh thả ra toàn bộ hơi thở thần hải của mình, cứ như vậy, giống như có người bỏ một thịt hầm trong khu rừng vậy, mùi hương có thể bay xa đến mấy nghìn dặm, thoáng chốc đã thu hút một lượng lớn dã thú chạy đến. Quả nhiên, lần này các sinh vật đến càng nhiều hơn, mới đầu chỉ có mấy chục, sau đó là mấy trăm, rồi mấy vạn. Khi Ngô Bình cảm thấy số lượng đã tương đối đủ rồi thì lập tức thả dương thần của mình ra, bắt đầu săn thú. Thoáng chốc, những sinh linh này chạy tán loạn khắp nơi, đáng tiếc đã muộn, bọn nó căn bản chạy không thoát, khu vực Ngô Bình bầy bố đã vây nhốt lại toàn bộ, chỉ có thể để mặc Ngô Bình bắt giết, bỏ vào thần hải. Sinh linh trong thần hải càng lúc càng nhiều, bọn chúng vừa vào đã bị đồng hóa, sau đó biến thành từng sinh vật thần hải, rồi lại bị dương thần ăn sạch. Mỗi lần ăn một sinh vật thần hải, dương thần của Ngô Bính đều lớn thêm một phần, thần hải cũng sẽ mở rộng thêm một phần. Sau khi ăn sạch sinh vật lần này, Ngô Bình lập tức thu lại khí tức, anh nhìn cô gái kia. Cô gái đã phục hồi, lúc này đang nhìn Ngô Bình với ánh mắt ngạc nhiên. Ngô Bình hỏi, thế nào? Đã hồi phục chưa? Cô gái, hiện tại tôi không có gì khác biệt với người bình thường cả. Ngô Bình liếc mắt nhìn, chân cô gái đã khôi phục lại bình thường, thay vào đó là đôi chân trần xinh đẹp. Anh gật đầu nói, vừa nãy có rất nhiều thứ năng lượng hóa tấn công tôi, những thứ này có rất nhiều ở khu rèn luyện sao? Cô gái nói, ừ, bọn chúng đều là linh thể hình thành do nguyên anh các tu sĩ sau khi dị biến,
những linh thể này rất mạnh, không chỉ giết không chết, mà còn có thể cắn nuốt lẫn nhau. Những linh thể có thể sống sót không biết đã cắn nuốt bao nhiêu linh thể khác rồi. Ngô Bình khẽ thở dài, xem ra người bị vùi lấp ở khu rèn luyện cũng không ít. Cô gái, đúng vậy. Mỗi năm đều có rất nhiều người tiến vào, mỗi năm cũng đều có rất nhiều người vĩnh viễn phải ở lại nơi này. Ngô Bình hỏi cô cũng là khách tu. Cô gái thản nhiên nói, đúng. Ngô Bình, cô có thể rời đi rồi. Cô gái sững sờ, anh để tôi đi. Ngô Bình, đúng vậy, chẳng lẽ cô cứ muốn theo tôi sao? Cô gái, nhưng không phải anh nói sẽ khống chế tôi sao? Ngô Bình, bên trong thân thể cô có máu huyết tôi, đương nhiên tôi có thể khống chế cô, nhưng tôi khống chế cô có tác dụng gì? Cho nên, cô nên mau đi đi, có lẽ sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau, có thể khống chế cô hay không cũng không quan trọng. Cô gái cắn môi, nói, bên ngoài tôi đã chẳng còn người thân gì nữa, tôi muốn ở bên cạnh anh. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ, cô đi theo tôi. Cô gái gật đầu, nếu không phải anh, tôi còn phải ở nơi này khổ sở sinh tồn tiếp, hơn nữa, chung quy sẽ có một ngày cũng bị sinh vật khác ăn mất. Vì vậy, tôi muốn báo đáp công tử. Ngô Bình cân nhắc một lúc rồi nói, được thôi, cô muốn báo đáp tôi, vậy kiếm chút gì ăn cho tôi trước đi. Cô gái khẽ cười, vâng, công tử, tôi sẽ đi ngay. Cô gái đã sống ở đây không biết bao nhiêu năm, kinh nghiệm phong phú, cô ấy lập tức đi săn thú. Còn Ngô Bình thì nghỉ ngơi một lúc, sau đó tiếp tục thả ra sức mạnh thần hải, thu hút linh thể đến để hấp thụ. Đợi đến khi có đủ linh thể, anh sẽ thả dương thần, đưa toàn bộ linh thể vào thần hải, sau đó hóa thành sinh vật trong thần hải. Những sinh vật này hình tượng khác nhau, có cái giống cá, có hệt ốc, có cái giống mực. Khi số lượng sinh vật trong thần hải Ngô Bình vượt qua 100.000 thì thần hải sẽ có sự thay đổi lớn, một làn sương mù vàng kim từ mặt biển bốc lên khiến cả vùng biển càng trở nên thần bí. Cô gái quay về, trong tay cầm theo một con gà núi biến dị, một con thỏ biến dị, bắt đầu nấu nướng cho Ngô Bình. Ngô Bình, cô tên gì? Cô gái, công tử, tôi tên Đỗ Ngọc Kiều. Ngô Bình, Ngọc Kiều, lúc tôi tiến vào có nghe nói, trong rừng này có không ít bảo bối. Đỗ Ngọc Kiều nói, nào có bảo bối gì chứ, nơi này ngoài nguy hiểm cũng chỉ có nguy hiểm, nửa bước cũng khó đi. Lúc tôi còn chưa phục hồi, các tu sĩ bị tôi giết chết cũng đến 46 người. Ngô Bình, xem ra cô cũng là một người khá có thực lực ở nơi này. Đỗ Ngọc Kiều, công tử quá khen rồi, thực ra trong rừng rậm này, người mạnh hơn tôi thì có 7 người, bọn họ đều tiến hóa với năng lực rất kinh khủng. Ngô Bình, thực lực bọn họ thế nào? Đỗ Ngọc Kiều ngẫm nghĩ, thực lực 7 quái vật kia có lẽ là vượt qua cả cấp bậc đạo quân. Ngô Bình hít khí lạnh, cảnh giới đạo quân. Đỗ Ngọc Kiều gật đầu, cho nên ở trước mặt bọn họ, có thể ngay cả cơ hội phản kháng tôi cũng không có. Ngô Bình, xem ra đám người kia là cố ý dẫn tôi vào đây. Vừa nói xong, anh lại nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân, qua một lúc, có 6 người tiến vào trong tầm nhìn của anh. Vừa nhìn thì anh đã phát hiện 6 người này chính là mấy người cùng đi vào với anh kia. 6 người cũng nhìn thấy Ngô Bình, nhìn thấy. Anh ngồi với một cô gái cùng nướng thịt thể ăn thì đều ngơ ngác, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Ngô Bình cười lạnh nói, chẳng phải các người không dám tiến vào sao? Lý Đại Nhi vội nói, sư huynh, chúng tôi ở bên ngoài gặp một đám quái vật, không còn cách nào chỉ có thể chạy vào trong này. Ngô Bình thở dài một hơi, các anh không nên đến. Anh nói xong, hai tay Đỗ Ngọc Kiều bỗng biến thành vô số rễ cây, thoáng chốc vây chặt Ngô Bình, nhấc lên không trung. Đỗ Ngọc Kiều thản nhiên nói, tốt lắm, thì ra anh còn có đồng bọn. Đám người Lý Đại Nhi bị dọa sợ đến trắng cả mặt, bọn họ đều xua tay, chúng tôi không phải đồng bọn của anh ta, cô cứ thỏa thích dùng, chúng tôi đi ngay lập tức. Đám người này, không quan tâm đến sống chết của Ngô Bình, quay đầu đã chạy, hận cha mẹ không sinh thêm hai chân nữa, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Đỗ Ngọc Kiều bỏ Ngô Bình xuống, cô ấy hiếu kỳ hỏi, tại sao phải dọa bọn họ? Ngô Bình, tôi thấy bọn họ là đã phiền rồi. Chỉ bằng đuổi hết đi cho xong. Ăn xong thịt thỏ nướng và gà núi nướng,
Ngô Bình cảm thấy thần hải của mình đang dần dần đạt đến sự hoàn hảo với sự giúp đỡ của các sinh vật trong thần hải. Anh vừa tu luyện một lúc, quyết định tiến thẳng đến cảnh giới tiếp theo, cấp thứ 9 Thái Nhất Hoàng Cực Kinh, Ngự Lôi Chân Nhân. Cảnh giới cấp này cực kỳ khó tu luyện, dù sao khống chế được sấm chớp cũng là chuyện rất khó. Cũng may Ngô Bình đã có được truyền thừa của chủ nhân sấm chớp, thể chất cũng thiên về sấm chớp, vì vậy tu luyện cũng không quá khó. Tức khắc, sấm chớp bỗng xuất hiện quanh người anh dùng một canh giờ đã biến thành Ngự Lôi Chân Nhân. Sau đó, anh lại tiếp tục đột phá, tiến thẳng đến Long Môn Cảnh. Cảnh giới Long Môn này, lần trước anh đã từng tiếp xúc đến Long Biến tầng 5. Nhưng sau khi biết đến Hoàng Biến, anh mới biết Long Biến cũng không phải mạnh nhất. Lần này, anh kết hợp Long Biến và Hoàng Biến, cùng với hoàn cảnh đặc thù của khu vực rèn luyện, tiến hành một lần cải tạo hoàn toàn. Vì thế, sau khi anh lại tiến đến Long Biến tầng 5 thì lại tiếp xúc đến Long Biến tầng 6. Long Biến tầng 6 này là thứ mới hoàn toàn, trước nay chưa từng có, là một kiểu biến hóa độc nhất do anh sáng tạo. Cái này còn chưa tính, sau đó anh lại tiến đến Long Biến tầng 7, Long Biến tầng 8, Long Biến tầng 9. Sau khi tiến đến Long Biến tầng 9, luồng hơi thở đáng sợ bao phủ khắp cả khu rừng, toàn bộ sinh linh đều không dám thở ra, lo sợ sinh vật mạnh hơn là Ngô Bình sẽ phát hiện. Sau khi kết thúc Long Biến tầng 9, thân thể và hình dáng Ngô Bình đều có sự thay đổi rõ ràng, anh hóa thành một người khổng lồ cao đến vạn mét, vô cùng tráng lệ, hơi thở như mây vần gió vũ, uy thế lấn trời. Sau đó, anh dẫn theo Đỗ Ngọc Kiều rời khỏi khu rừng, dùng thân thể khổng lồ này, hoành hành khắp khu rèn luyện. Rầm rầm rầm. Mặt đất rung chuyển dữ dội, đi một đoạn, anh ngồi xuống trên đỉnh núi. Đỗ Ngọc Kiều ngồi trên vai anh, nhìn xuống bên dưới. Nói công tử, hơi thở của anh khiến các lão quái lâu năm kia cũng không dám hó hé, bọn họ đang run sợ rồi. Ngô Bình, nơi này không tệ, tốc độ tu hành của tôi nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Ta quyết định khôi phục động thiên ở đây, mở thần tàng. Đỗ Ngọc Kiều, nếu công tử đã muốn mở thần tàng, thì thực lực dĩ nhiên đã đáng sợ rồi. Đợi đến lúc công tử trở thành thiên tiên, e rằng đến đạo quân cũng không phải là đối thủ của anh rồi. Ngô Bình, đạo quân và thiên tiên là hai cấp sinh mệnh, đạo quân dĩ nhiên là mạnh hơn một chút, nhưng thiên tiên mạnh cũng không dễ ức hiếp. Địa tiên và thiên tiên, cũng giống vậy. Anh lập tức đột phá cảnh giới sau đó, âm dương, động thiên, mà sau khi mở động thiên, khí tức của anh lại càng mạnh hơn. Hơn nữa, thần hải cũng được anh chuyển đến trong động thiên, hợp nhất với thiên cung. Chỉ thấy trong thiên hải mênh mông có một tòa thiên cung, dương thần ở trong đó. Sau đó, anh lại khôi phục hình dáng thật sự, mấy thứ như kiếm thiên cực mà anh tu luyện cũng lần lượt xuất hiện. Hai ngày sau, anh bắt đầu tiến đến cảnh giới tiếp theo cảnh giới thần tàng. Thần tàng chia thành nhân tàng, bí tàng, thiên tàng, bình thường, cơ thể người có 4 nhân tàng, 4 bí tàng, 4 thiên tàng, tổng cộng là 12 chỗ. Thiên kiêu bình thường sẽ mở được 2 nhân tàng, 1 bí tàng. Còn về thiên tàng, người có thể mở được cực kỳ ít, từ xưa đến nay chưa có người nào thành công. Khi Ngô Bình chuẩn bị tiến đến thần tàng, chuẩn bị mở nhân tàng thì truyền thừa Ngọc Hoàng để lại đột nhiên được khởi động, một vài ký ức về nhân tàng, bí tàng, thiên tàng bỗng xuất hiện trong đầu anh. Trong truyền thừa của Ngọc Hoàng cho rằng nhân tàng có 5 chỗ, 4 chỗ trước được đả thông tuy sẽ rất mạnh, nhưng vẫn chưa phải cực hạn, chỗ nhân tàng thứ 5 mới là mạnh nhất, được gọi là nhân tàng trung cực. Thế nhưng, nhân tàng trung cực này chỉ có cao thủ thể chất thái cổ chân nhân mới có được. Có chỉ điểm từ Ngọc Hoàng, cộng thêm trợ giúp từ nhìn thấu vạn vật, anh đã tập trung được điểm nhân tàng đầu tiên một cách nhanh chóng. Nhân tàng chỗ này, nằm ở vị trí giữa cột sống giữa hai quả thận. Khi Ngô Bình dùng bí pháp mở ra, mới phát hiện lớp vỏ bên ngoài vô cùng chắc chắn, phá thể nào cũng không vỡ. Anh không ngừng thử các cách khác nhau. Liên tục kiên trì 2 ngày, mới dùng đến cách đặc biệt, dùng chân lực phá vỡ. Ngay khi nhân tàng được mở ra, tinh nguyên mạnh mẽ tràn đầy khắp thân thể Ngô Bình, hai quả thận anh nóng rực, lông tóc trên người càng rậm rạp, một luồng hơi thở nam tính bỗng thoát ra, khiến Đỗ Ngọc Kiều bên cạnh cũng mềm nhũn cả người, lập tức ngồi sụp xuống đất. Đây chính là sức mạnh do nhân tàng đầu tiên phóng ra, tinh lực.
chính là nền tảng của cơ thể người. Mở ra điểm nhân tàng đầu tiên, Ngô Bình lại tiếp tục thử nghiệm sức mạnh của nó, cơ thể cũng đã thích ứng với sự thay đổi mới mẻ này. Ngay lúc này, mặt đất rung chuyển, có người khổng lồ một mắt đi đến từ xa. Đỗ Ngọc Kiều kinh sợ thốt lên, công tử, người khổng lồ này chính là một trong 7 người mạnh nhất khu rèn luyện này, một con mắt đó khiến nó có được sức mạnh siêu phàm vượt bậc. Ngô Bình nhìn người khổng lồ một mắt vài giây, cười mỉa nói, cái gì vậy chứ, vừa xấu vừa lùn. Thật ra người khổng lồ không thấp, nói cao 8.000 mét nhưng vẫn thấp hơn cơ thể 10.000 mét của anh một cái đầu. Đỗ Ngọc Kiều, chắc chắn người khổng lồ một mắt này cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của công tử, cảm nhận được anh đang không ngừng mạnh hơn. Để không bị anh đánh bại, nó chủ động tấn công trước, muốn giết anh. Ngô Bình cười nhạo, đến đúng lúc lắm, dù sao tôi cũng sẽ đi tìm nó. Bây giờ anh vừa kích hoạt tinh tàng, cả người tràn đầy sức mạnh và ý chí chiến đấu, đang muốn tìm người để đánh nhau. Nhìn thấy người khổng lồ lập tức nhảy lên không trung, đáp xuống trước mặt người khổng lồ một mắt. Người khổng lồ một mắt hét lên một tiếng, bốn cánh tay cùng lúc vùng vẫy, hai cánh tay nắm lấy tay Ngô Bình, hai tay còn lại đánh vào mặt anh. Ngô Bình không có ý định né tránh, đầu anh đập về phía trước, chỉ nghe một tiếng phịch, nửa khuôn mặt của người khổng lồ hóp lại, nó rên lên một tiếng đau đớn. Sau đó anh liên tục tung ra rất nhiều nắm đấm, sức lực ở mỗi nắm đấm đều toát ra uy lực rời núi lấp biển. Người khổng lồ này kém xa cả nghìn dặm, hoàn toàn không có khả năng đỡ được sức mạnh mà anh tung ra. Liên tiếp vài cú đấm, cơ thể người khổng lồ một mắt ngã xuống đất. Ngô Bình cưỡi lên người nó, hai tay vung lên đánh cho nó không còn sức đánh trả. Cũng không biết đánh được bao nhiêu quyền, cuối cùng người khổng lồ một mắt hôn mê. Nhìn thấy người khổng lồ một mắt bất động, Ngô Bình bèn phong ấn nó vào trong động thiên của mình, định bụng đem về bộ lạc Ám Nguyệt để làm vật hiến tế. Các sinh linh mạnh khác đều nhìn thấy sự đáng sợ của Ngô Bình, các cường giả vốn dĩ còn định ra tay với anh đều thu khí tức của mình lại, sợ sẽ chọc giận Ngô Bình. Thu người khổng lồ một mắt vào trong động thiên xong, Ngô Bình mở thần niệm ra rồi quét qua khu rèn luyện. Ngay cả khi thần niệm của anh xâm phạm vào địa bàn của vài cường giả, những cường giả này cũng không dám lên tiếng phản đối, giả vờ như không nhìn thấy gì. Vừa liếc mắt nhìn anh đã phát hiện ra không ít linh dược biến dị. Tất cả sinh linh ở nơi rèn luyện này đều sẽ biến dị, thế nên xuất hiện rất nhiều dược liệu quý giá. Anh lập tức lấy roi bách thảo ra, quất vào bách thảo thu thập dược lực. Cứ thế, anh vừa tu luyện vừa thu thập dược lực, thoáng chốc đã qua 7 ngày. 7 ngày sau, anh cảm thấy mình đã thích nghi được với tinh khí cực mạnh đó, thế là tiếp tục mở nhân tàng thứ 2 ra. Bề ngoài của nhân tàng thứ 2 dày hơn, nhưng thực lực của anh cũng mạnh, hơn nữa có kinh nghiệm rồi nên nửa ngày đã phá được. Nhân tàng này nằm trên vai phải, lúc kích hoạt một nguồn năng lượng bá đạo được phóng ra, đi vào cơ thể Ngô Bình. Anh lập tức cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên gấp bội, hơn nữa sức mạnh này có thể phóng ra ngoài cơ thể, sản sinh ra nhiều hiệu quả thần kỳ. Rất nhanh chân hình của anh đã hấp thu sức mạnh này, từ đó trở nên mạnh hơn, đồng thời sở hữu chân lực toàn năng và không thể phá hủy. Anh mất thêm mấy ngày để làm quen với nguồn sức mạnh mới này. Hôm nay Đỗ Ngọc Kiều bỗng nói, tư chất của anh tốt như thế, tại sao không đến Điện Câu Trần và Điện Tử Vi thử xem? Ngô Bình, Điện Câu Trần ở đây à? Đỗ Ngọc Kiều gật đầu, Điện Câu Trần cách đây hơn 90.000 dặm, từng có rất ít người vào được bên trong nhưng họ không thể có được sự truyền thừa. Bây giờ, có hai sinh linh rất mạnh canh giữ bảo vệ Điện Câu Trần, không ai dám đến gần. Nghĩ đến truyền thừa của Ngọc Hoàng, Ngô Bình rất muốn thử, vậy chúng ta đến đó xem thử. Dưới chân anh phát ra lực, cả người bay lên không trung, dẫn theo Đỗ Ngọc Kiều bay đi. Không lâu sau, một ngọn núi cực lớn hiện ra trước mắt, trên núi có một cung điện nguy nga, chính là Điện Câu Trần. Anh vẫn còn ở trên không trung, bên dưới đã vang lên tiếng gào thét, một tia sáng lao lên trời đánh vào đầu Ngô Bình. Ngô Bình cười nhạo. Lòng bàn tay xuất hiện một luồng kiếm quang đánh mạnh xuống dưới. Ầm. Âm thanh cực lớn vang lên, máu tươi phun ra bắn tung tóe, Ngô Bình đứng trên không trung lại tung một quyền nữa, quyền ấn lao xuống. Trên mặt đất, một núi thịt đang vặn vẹo,
bề mặt có vô số lỗ thủng, mỗi một lỗ đều có thể bắn ra ánh sáng màu máu. Quyền ấn đánh trúng người quái vật, cơ thể nó chỉ ngoe nguẩy mấy cái, không bị thương gì. Ngô Bình hơi ngạc nhiên, khả năng phòng vệ này đúng là đáng kinh ngạc, tôi không thể đánh bại nó trong thời gian ngắn. Thế là anh mặc kệ con quái vật này, bay thẳng đến đại điện. Có lẽ cảm thấy không giết được Ngô Bình, con quái vật đó không ra tay nữa, Ngô Bình cũng thuận lợi đi vào đại điện. Cửa đại điện đang mở, mọi người vừa bước vào thì cánh cửa bỗng nặng nề đóng lại, sau đó anh nhìn thấy một tia sáng xuất hiện trên trời, ánh sáng đó biến thành một bóng người, là một người đàn ông còn rất trẻ tuổi, cao lớn tuấn tú. Người đàn ông cười nói, đã lâu không có người đến rồi, mong anh sẽ không khiến tôi thất vọng. Vừa dứt lời, một tia sáng lướt qua người Ngô Bình, người đàn ông nói, đúng thế, anh không chỉ rất có tài, mà còn nhận được truyền thừa từ Ngọc Hoàng. Nếu đã thế thì tôi sẽ truyền lại những gì mình có đã học được trong cuộc đời tôi cho anh. Ngay sau đó một luồng khí lạnh lẽo rơi vào đỉnh đầu Ngô Bình, rót vào toàn thân, cảm thấy rất thoải mái không khác gì trong điện Ngọc Hoàng. Ngô Bình vừa định vái cảm ơn, bóng người đó nói, cũng đến lúc tôi nên đi rồi. Vừa dứt lời, bóng ánh sáng đó biến mất, sau đó điện Câu Trần chấn động như thể sắp sụp đến nơi. Ngô Bình vội chạy ra khỏi đại điện, quay đầu lại nhìn, đại điện biến thành cát bụi, bị cơn gió thoảng qua làm tan biến giữa đất trời. Anh cẩn thận cảm nhận, phát hiện truyền thừa của điện Câu Trần khá giống với truyền thừa Ngọc Hoàng. Chỉ có sau khi tu vi của anh đạt đến trình độ nhất định thì thông tin liên quan mới xuất hiện. Lúc này anh nhận được truyền thừa nhìn về phía núi thịt trên mặt đất, thầm nghĩ có phải giết nó rồi không? Đỗ Ngọc Kiều nói, công tử, hay là tiếp tục đến điện Tử Vi? Ngô Bình cũng nghĩ thế, lập tức mặc kệ quái vật này, phá không trung mà đi. Điện Tử Vi khác với điện Câu Trần, nó nằm trên một hòn đảo nhỏ trong hồ. Đứng trên bờ, Ngô Bình có thể cảm nhận được có một sinh linh rất mạnh đang ở trong hồ. Anh giơ tay lên vung ra một luồng kiếm quang đi vào mặt nước lập tức nổi sóng, một con quái vật mặt người thân rắn trồi lên, cơ thể dài hàng chục nghìn mét, phát ra tiếng kêu thê lương. Ngô Bình, cút, nếu không giết mày. Quái vật lập tức nhào đến, Ngô Bình đứng giữa không trung tung ra một quyền ấn đánh trong con quái vật, nó tức giận gầm gừ lại nhào đến lần nữa. Thế mà một người một quái đánh đến mức khó phân giải, Ngô Bình dùng hết bản lĩnh của mình cũng không thể đánh chết con quái vật cũng bị anh đánh cả người đau đớn, hơn nữa còn không chiếm được lợi gì. Cuộc chiến ác liệt diễn ra hồi lâu, màu trên đầu quái vật bị chém đứt, nó đau đớn vặn vẹo cả người muốn chạy thoát. Ngô Bình cũng không đuổi theo nó, bay thẳng đến điện Tử Vi. Bước vào trong điện, môi trường xung quanh bỗng thay đổi, anh đứng trong tinh không. Tinh đấu đầy trời thay đổi, ngưng tụ thành từng đại trận, kỳ diệu khó tả. Một bóng người cao lớn xuất hiện trong tinh hà, ông ta mỉm cười nói, cậu nhận được truyền thừa của Ngọc Hoàng và Câu Trần, xem ra nguyện vọng của bọn tôi sắp thành hiện thực rồi. Ngô Bình cúi đầu với ông ta, vãn bối xin chào tiền bối Tử Vi. Người này chính là Tử Vi Đại Đế, ông ta nói, ba người bọn tôi có truyền thừa chí cao thời đại Thánh Hoàng, toàn bộ đều truyền thừa cho cậu. Mong cậu có thể mạnh thêm một cấp, bước ra khỏi con đường của mình ở thời đại tiên đạo. Vừa dứt lời, hàng tỷ tinh quang rơi vào người anh. Trên động thiên của Ngô Bình lập tức xuất hiện vô vàn tinh trần, vô số tinh hà. Truyền thụ của Tử Vi Đại Đế là thật, sức mạnh tinh tú vô tận đi vào động thiên, kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau, bóng dáng Đại Đế Tử Vi biến mất, sau đó điện Tử Vi cũng sụp xuống. Ra khỏi đại điện. Ngô Bình đi thẳng ra khỏi nơi rèn luyện, anh đã hoàn thành hết thảy rèn luyện, tiếp theo có thể đi kiểm tra rồi. Đỗ Ngọc Kiều đã rất lâu rồi không ra ngoài, thế giới bên ngoài tràn đầy những thứ đặc sắc với cô ấy đi theo sau Ngô Bình, ánh mắt liên tục chuyển động, nhìn thấy gì cũng cảm thấy mới lạ. Đỗ Ngọc Kiều là một cô gái xinh đẹp, Ngô Bình đến nơi may quần áo, trước tiên may cho cô ấy vài bộ, sau đó về đến nhà. Chu Ngọc Nhan thấy anh bình an trở về thì thở phào nói, công tử có thu hoạch được gì không? Ngô Bình, cũng khá, Ngọc Nhan, tôi phải đi kiểm tra rồi. Nói đến kiểm tra, ánh mắt Chu Ngọc Nhan hiện lên tia lưu luyến, vì cô ấy biết sau khi kiểm tra xong Ngô Bình sẽ rời khỏi thiên ngoại thiên, nếu muốn gặp lại,
không biết phải đợi đến khi nào. Nhưng cô ấy vẫn cười nói, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay, lát nữa tôi đi với anh. Ngô Bình, ừ, trước khi đi, tôi muốn sắp xếp ổn thỏa cho hai người trước. Chu Ngọc Nhan sửng sốt, chủ nhân muốn sắp xếp cho bọn tôi thế nào? Ngô Bình nói, trong Ngọc Hoàng Tông có người muốn hại tôi phải đi tìm họ nói lý. Chu Ngọc Nhan ngạc nhiên, công tử muốn tìm ai? Ngô Bình, Viên Diệu Chân, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có ông ta mới ra tay với tôi. Chu Ngọc Nhan vội nói, thực lực của Viên Diệu Chân rất mạnh, anh đi tìm ông ta e là không làm được gì. Ngô Bình cười nói, trước khi vào nơi rèn luyện, đúng là tôi không nắm chắc nhưng bây giờ người nên lo lắng là ông ta. Đôi mắt Chu Ngọc Nhan sáng lên, vậy thì tốt. Nghỉ ngơi ở nhà một lát, anh bèn đến Ngọc Hoàng Tông. Vừa bước đến Ngọc Hoàng Tông, anh đã phóng thần niệm ra, thoáng chốc đã khóa chặt ba người Lý Đại Nhi. Mấy người họ vừa ra khỏi nơi rèn luyện không lâu, nơi rèn luyện rất nguy hiểm, ba người trong số họ đã chết trong quá trình trốn thoát. Lúc này Lý Đại Nhi đang đứng trước mặt Chu Duyên Niên, ai nấy cũng đều cúi thấp đầu xuống lộ ra dáng vẻ ủ rũ. Đột nhiên ý chí mạnh mẽ giáng xuống, Chu Duyên Niên biến sắc, nghiêm giọng nói, ai đó. Bóng người lướt qua, Ngô Bình xuất hiện trước mặt họ, anh nói, trưởng lão Chu, hóa ra là anh đang gài tôi. Chu Duyên Niên rất bình tĩnh nói, Lý Huyền Bình, cậu to gan thật. Nơi này cũng là nơi cậu có thể tự tung tự tác sao? Bốp! Ngô Bình đánh một cú khiến Chu Duyên Niên ngã xuống đất, nửa mặt của Chu Duyên Niên bị thối rữa, anh ta đau đớn phát ra tiếng hét. Một chân giẫm lên đầu anh ta, chỉ cần hơi dùng sức là có thể giẫm nát đầu đối phương, giọng nói lạnh lùng của Ngô Bình vang lên bên tai anh ta, trưởng lão Chu, trước đây tôi lười nói chuyện với anh, không ngờ anh lại mưu hại tôi. Nói đi, ai đã ra lệnh cho anh làm thế? Chu Duyên Niên cảm nhận được cái chết đang kề cận, lúc này anh ta nào còn để tâm đến thứ gì, nhanh chóng nói, cậu Lý, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, là trưởng lão Viên đã bảo tôi làm thế. Ngô Bình nheo mắt, quả nhiên là Viên Diệu Chân. Là tôi thì sao? Trước đó Ngô Bình dùng thần niệm để lướt qua nơi này đã kinh động đến Viên Diệu Chân, ánh sáng màu tím lóe lên, một người xuất hiện bên cạnh Ngô Bình, chính là Viên Diệu Chân. Ngô Bình nhìn Viên Diệu Chân, quỳ xuống. Viên Diệu Chân cười khẩy, bảo tôi quỳ xuống à, ai cho cậu can đảm này vậy? Ngô Bình bỗng phóng ra toàn bộ khí thế. Viên Diệu Chân như thể rơi vào trong từng cơn sóng lớn ngút trời, đứng không vững, thần hồn dao động mạnh, không nghe theo lý trí mà quỳ xuống đất. Sau đó Ngô Bình thu khí tức lại, Viên Diệu Chân hoảng sợ nhìn anh, cậu, đã nhận được truyền thừa của Ngọc Hoàng. Ngô Bình, tôi không chỉ được Ngọc Hoàng truyền thừa mà còn có Câu Trần Đại Đế và Tử Vi Đại Đế. Viên Diệu Chân không thể tin được nói, không thể nào, truyền thừa của ba vị đại đế quá mức tuyệt diệu. Ngay cả tôi cũng không thể hiểu được một phần 10.000. Ngô Bình cười nhạo, vậy chỉ có thể chứng tỏ ông ngu ngốc. Anh bước lên trước nắm lấy cổ Viên Diệu Chân rồi kéo vào đại điện. Chẳng mấy chốc anh đem Viên Diệu Chân đến trước mặt Dương Thiên Hóa. Dương Thiên Hóa cũng khá ngạc nhiên với chuyện này. Tu vi của cậu tăng lên nhanh quá. Ngô Bình, tông chủ, dã tâm của Viên Diệu Chân không nhỏ có ý đồ muốn hại tôi muốn giết ông ta trước mặt tông chủ. Vừa dứt lời, trong tay anh xuất hiện một nguồn sức mạnh cuồn cuộn, Viên Diệu Chân kêu lên thảm thiết, cả người biến thành cát bụi rơi xuống đất. Dương Thiên Hóa khẽ thở dài, sức khỏe của tôi có vấn đề, mặc dù biết dã tâm của ông ta rất lớn nhưng tôi lại không thể làm gì được, chỉ có thể lá mặt lá trái. Hôm nay cậu giết ông ta cũng xem như vì giải quyết hậu họa lớn. Ngô Bình, tông chủ, hiện giờ tôi khôi phục tu vi giúp ông. Sau khi đi tham gia kiểm tra tôi sẽ tạm rời khỏi thiên ngoại thiên. Lúc tôi không có ở đây, tông chủ hãy quan tâm chăm sóc hai người bên cạnh tôi đây, người anh nói tất nhiên là Chu Ngọc Nhan và Đỗ Ngọc Kiều. Dương Thiên Hóa vui mừng, cảm ơn. Ngô Bình khôi phục tu vi, lập tức trị thương cho ông ta, chỉ nửa canh giờ sau, cơ thể hóa đá của ông ta dần trở lại bình thường, ông ta cúi đầu thật thấp xuống rồi nói với Ngô Bình, cảm ơn cậu. Ngô Bình dẫn Đỗ Ngọc Kiều và Chu Ngọc Nhan đến, bảo hai cô bái Dương Thiên Hóa làm sư phụ, như thế sẽ không có ai ở trong Ngọc Hoàng Tông bắt nạt được hai người họ. Chuẩn bị xong mọi thứ,
anh đi đến địa điểm kiểm tra. Trong Ngọc Hoàng Tông chỉ có một nơi kiểm tra, đó là một bục ngọc hình tròn, cao khoảng 3 tấc, diện tích không lớn. Khi Ngô Bình đứng trên bục ngọc, một luồng sáng chiếu xuống, sau đó trong đầu anh vang lên giọng nói, kiểm tra kết thúc, chí tôn vô thượng. Sau đó một phù văn tuyệt diệu cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay trái của Ngô Bình, nhưng sau đó lại ẩn đi mất. Anh hỏi, tôi có thể đi được rồi chứ? Giọng nói đó, cậu có thể đi rồi, nếu muốn quay lại thì cứ sử dụng phù văn trong lòng bàn tay là được. Ngô Bình vẫy tay chào tạm biệt Dương Thiên Hóa, Chu Nhọc Nhan và Đỗ Ngọc Kiều, vầng sáng lóe lên, anh biến mất. Ngay sau đó Ngô Bình bước ra khỏi cánh cửa quay lại trong động thiên. Rời khỏi động thiên, anh về kiếm cung. Lúc này Linh Vi vừa chạy đến, cô ấy hỏi, sư đệ, mấy tiếng đồng hồ vừa rồi cậu đi đâu thế? Ngô Bình sửng sốt, mấy tiếng đồng hồ, rõ ràng là mình đã ở thiên ngoại thiên một thời gian dài mà. Anh vội nói, sư tỷ, em đi bao lâu rồi? Linh Vi suy nghĩ, khoảng 3 tiếng, chị vừa có việc đến tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu cả. Ngô Bình gật đầu không nói gì, chỉ hỏi, sư tỷ tìm em với việc gì? Linh Vi, có một thiên tài đã xuất hiện trong Côn Luân kiếm cung của chúng ta, nhưng chị nghĩ cậu ta quá kiêu ngạo nên muốn tìm cung chủ là cậu làm cho cậu ta mở mang tầm mắt, để cậu ta biết núi này cao còn có núi cao hơn. Mắt Ngô Bình sáng rực, ồ, thiên tài sao? Linh Vi, dựa theo tiêu chuẩn của cậu, bây giờ cậu ta đã là kiếm hoàng truyền kỳ. Hai mắt Ngô Bình phát sáng, kiếm hoàng, khá đấy. Linh Vi, đệ tử này tên là Trương Khúc Linh, hiện giờ cậu ta đang xảy ra mâu thuẫn với một trưởng lão, còn đánh trưởng lão đó bị thương. Hiện giờ các trưởng lão đang đối đầu với cậu ta, không ai có thể trấn áp được ai cả. Ngô Bình nói, tính cách cũng khá táo bạo đấy. Sư tỷ, chúng ta đến đó xem sao. Trên quảng trường của Côn Luân Kiếm Cung, một đệ tử trẻ tuổi đang đối đầu với ba vị trưởng lão, ba vị trưởng lão có tu vi không thấp. Một người là chân tiên, hai người còn lại là thần tiên. Nhưng đệ tử đó không hề sợ hãi khi đối mặt với ba cường giả này, kiếm khí quanh người cuồn cuộn khắp cơ thể cậu ta, sát khí ngút trời. Chuyện gì thế? Giọng Ngô Bình vang lên khắp quảng trường. Các trưởng lão vội vàng bước đến chào cung chủ. Nam đệ tử sửng sốt một chút, sau đó tiến lên hành lễ thật sâu, bái kiến cung chủ. Ngô Bình ừ một tiếng. Anh quan sát đệ tử thiên tài này, phát hiện thiên phú người này rất tốt, kiếm cung nhặt được bảo bối rồi. Anh hỏi, cậu tên gì? Nam đệ tử, bẩm cung chủ, đệ tử tên Trương Khúc Linh. Tại sao cậu lại xung đột với trưởng lão? Nam đệ tử trầm mặc vài giây, nói, đệ tử muốn tu luyện kiếm pháp cao hơn, nhưng trưởng lão nói đệ tử chưa đạt yêu cầu, đệ tử liền hỏi bọn họ yêu cầu là gì, bọn họ cũng không nói ra được. Trong lúc tức giận, đệ tử đã thất lễ. Ngô Bình, cậu đã ra tay với trưởng lão. Trương Khúc Linh quỳ xuống đất, đệ tử biết lỗi rồi. Thực ra Ngô Bình không cần phải ra tay, Trương Khúc Linh đã có thể cảm nhận được kiếm khí vô biên trên người anh. Đứng trước mặt Ngô Bình, hắn giống như một chiếc thuyền nhẹ tênh trên biển, mà Ngô Bình chính là đại dương. Bây giờ đại dương đang yên bình, nhưng một khi nổi bão, nó có thể dễ dàng đánh chìm con thuyền. Ngô Bình nhìn hắn, nói chuyện này không trách trưởng lão, do ta chưa viết những chương trên chương kiếm hoàng, bởi vì không nghĩ tới có người tu hành nhanh như vậy. Khuôn mặt Trương Khúc Linh hiện lên sự kiêu ngạo, quả thật hắn có tư cách kiêu ngạo, dù sao hắn cũng là kiếm hoàng truyền kỳ đầu tiên. Ngô Bình liền cười lạnh, Trương Khúc Linh, trình độ tu luyện của cậu kém xa so với sư tỷ của cậu. Trương Khúc Linh sững sờ, sư tỷ, hắn hỏi, cung chủ. Vị sư tỷ nào? Ngô Bình nói, Hoàng Nhi, có đó không? Một bóng người đỏ như lửa xuất hiện, chính là Hỏa Hoàng Nhi. Trước kia Hỏa Hoàng Nhi đã tu luyện thần Hoàng Cửu Biến, cũng tu luyện thiên cực kiếm kinh đến tầng thứ 10, thực lực gần như có thể so với Ngô Bình lúc đó. Hỏa Hoàng Nhi cười nói, bố ơi, bố đã trở lại rồi sao? Ngô Bình, Hoàng Nhi, con có thể giao đấu với Trương Khúc Linh một chút. Hỏa Hoàng Nhi liếc nhìn Trương Khúc Linh và nói, nền tảng của hắn không vững chắc và sức mạnh của hắn quá yếu. Trương Khúc Linh đỏ bừng cả mặt, hắn là một người cực kỳ tự phụ, hắn nói, sư tỷ,
mặc dù tôi không dám nói tu vi của mình cao bao nhiêu, nhưng cũng không đến mức không chịu nổi một đòn chứ. Hỏa Hoàng Nhi, cậu không tin sao? Được, chúng ta đấu kiếm đi. Trương Khúc Linh nói, được, xin hãy chỉ giáo cho tôi, sư tỷ. Hắn phất tay một cái, một luồng ánh kiếm màu vàng kim phóng lên trời, thoáng cái đã tạo thành một kiếm trận. Ngô Bình thấy kiếm trận của hắn khá tinh xảo, vì vậy anh lặng lẽ gật đầu. Hỏa Hoàng Nhi cong môi, vung bàn tay ngọc, một luồng ánh kiếm giống như tia chớp thoáng cái đã xé nát kiếm trận của đối phương. Trương Khúc Linh dùng mình thốt lên, không thể nào. Hỏa Hoàng Nhi đã thu hồi ánh kiếm, nói, nếu là đấu kiếm thật, ánh kiếm của tôi đã giết cậu rồi. Trương Khúc Linh vô cùng sửng sốt, đứng tại chỗ hồi lâu không nói lời nào. Ngô Bình, Trương Khúc Linh, cậu vẫn cảm thấy mình rất tuyệt vời sao? Trương Khúc Linh khẽ thở dài, núi cao còn có núi cao hơn, trước đây đệ tử đã quá kiêu ngạo. Ngô Bình, cậu chờ một chút. Anh lớn tiếng hỏi, Hồng Lăng, em có đó không? Trước kia Hồng Lăng đã gia nhập Thục Sơn kiếm phái, sau nhiều trắc trở, cô ấy đã đến Côn Luân kiếm cung để tu luyện. Đối với Hồng Lăng, anh đã đầu tư rất nhiều. Cô ấy đã được Ngô Bình hướng dẫn ngay từ đầu, vì vậy thực lực hiện tại của cô ấy thậm chí còn cao hơn Trương Khúc Linh. Một tia sáng rơi xuống, đó chính là Hồng Lăng, cô ấy cười nói, đại ca. Tại Côn Luân kiếm cung này, Hỏa Hoàng Nhi và Hồng Lăng có khoảng thời gian rất vui vẻ, cô bé cười nói, cô Hồng Lăng. Ngô Bình, Hoàng Nhi, Hồng Lăng, hai người đánh nhau đi, để Trương Khúc Linh mở rộng tầm mắt. Hai cô gái mỗi người đều phát ra ánh kiếm, một đỏ một xanh, hai ánh kiếm trên không trung chuyển động khó lường, Trương Khúc Linh và những người khác sau khi nhìn thấy đều kinh ngạc và thán phục. Sau đó, Ngô Bình cũng phát ra một luồng ánh kiếm, chia thành hai, ba ánh kiếm của ba người cùng nhau chiến đấu. Sau vài nhịp thở, Ngô Bình đã bắn rơi kiếm quang của Hồng Lăng, sau đó Hỏa Hoàng Nhi không thể chống đỡ được, bị áp chế chặt chẽ, dù thế nào cũng không thể đánh trả được. Hỏa Hoàng Nhi bất đắc dĩ nói, bố à, tu vi của bố lại tiến bộ nữa rồi, Hoàng Nhi đánh không lại. Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào Ngô Bình. Ngô Bình có thể thấy rõ ràng rằng Hỷ Bảo Lý Nguyên Tượng đã đến. Lý Nguyên Tượng hét lên, bố, hãy nhận của con một đấm. Ngô Bình lắc đầu, nhảy lên không trung, hai cha con đối đầu nhau trên không trung. Một tiếng động lớn vang lên. Lý Nguyên Tượng bị đánh bay bằng một cú đấm, sau đó Ngô Bình xách cổ cậu ấy và từ từ tiếp đất. Lý Nguyên Tượng bây giờ cao hai thước, toàn thân tràn đầy khí tức đáng sợ. Cậu ấy bị Ngô Bình đánh bay, cơ thể trở nên tê liệt và không thể di chuyển. Ngô Bình đang cố gắng kiềm chế sức mạnh của mình, nếu không cậu ấy đã bị thương. Bố ơi, mấy ngày nay con tiến bộ thần tốc, vốn tưởng rằng có thể đánh bại bố, không nghĩ tới chênh lệch lại càng lớn. Ngô Bình hỏi, Hỷ Bảo, tại sao con lại ở đây? Lý Nguyên Tượng gãi đầu, bố ơi, con có bạn gái rồi. Ngô Bình sửng sốt, anh ho khan một tiếng, nói chuyện của con nói sau. Anh nhìn Trương Khúc Linh, cậu theo lý nên bị trừng phạt vì đã đối đầu trưởng lão. Người đâu, đưa hắn xuống và để hắn úp mặt vào tường trong 3 ngày, để hắn tự kiểm điểm. Trương Khúc Linh đã bị thuyết phục. Biết rằng mình vẫn còn kém xa, vì vậy hắn ngoan ngoãn đi theo các trưởng lão. Lăng Vi cười nói, sư đệ, xem ra chỉ có cậu mới có thể áp chế đám thiên tài này. Ngô Bình cười nói, sư tỷ, chỉ cho rằng người như Trương Khúc Linh có thể đứng vào top 3 của Thái Thanh Kiếm Tông chúng ta sao? Lăng Vi, top 3 thì khó nói, nhưng trong top 5 nhất định sẽ có hắn. Nhưng còn quá sớm để nói. Hắn có thể tiến bộ bao xa đều phải trông cậy vào chính cung chủ là cậu. Dù sao thiên tài không chỉ dựa vào năng khiếu mà còn về tích lũy tài nguyên. Ngô Bình, vâng, em hiểu. Sau khi Trương Khúc Linh đi tự kiểm điểm, Ngô Bình đưa mấy người vào điện, anh hỏi Lý Nguyên Tượng, con có bạn gái rồi sao? Mặt Lý Nguyên Tượng hơi đỏ lên, cậu ấy nói, vâng thưa bố, cô ấy xinh lắm, cũng rất dịu dàng. Hôm nay cô ấy mời con đến nhà chơi, nói là bố cô ấy muốn gặp con. Ngô Bình biết tuy Hỷ Bảo vẫn còn bé nhưng phát triển rất nhanh, có bạn gái cũng bình thường, liền cười hỏi, cô bé đó tên gì, bố mẹ sống ở đâu?
Lý Nguyên tưởng, cô ấy tên Dương Đan Đan, bố mẹ sống ở phía Tây Linh Xuyên, là tu sĩ của Thập Thánh Sơn Mạch. Nhà họ Dương chính là danh gia vọng tộc ở Thập Thánh Sơn Mạch. Ngô Bình, ừ, vậy hai đứa sao lại quen nhau? Lý Nguyên tưởng, đợt trước con ra ngoài chơi, đến Thập Thánh Sơn Mạch. Lúc đó cô ấy bị mấy con yêu quái truy sát, con cứu cô ấy rồi quen nhau. Ngô Bình gật đầu, vậy thì đi đi, bố không có ý kiến gì. Lý Nguyên tưởng vò đầu, bố ơi, lần đầu tiên đi phải đem theo quả đúng không? Ngô Bình trợn mắt, hóa ra con tới để xin bố đưa quả à? Lý Nguyên tưởng cười hì hì, bố có nhiều thứ tốt mà, cho con vài món đi. Ngô Bình hỏi, bố mẹ của Dương Đan Đan tu vi thế nào? Lý Nguyên tưởng, bố cô ấy là chân tiên, mẹ cô ấy là thần tiên. Ngô Bình, thế này nhé, con đưa một viên ngộ chân đan đến chắc người nhà họ Dương sẽ rất thích. Lý Nguyên tưởng gật đầu, vâng ạ. Lý Nguyên tưởng cầm lấy ngộ chân đan, vui sướng rời đi. Ngô Bình tiếp tục truyền phần sau của Thiên Cực Kiếm Kinh cho Hỏa Hoàng Nhi, rồi chỉ dạy Hồng Lăng tu hành. Đồng thời anh cũng bắt đầu viết công pháp sau Trương Kiếm Hoàng, Trương Kiếm Thánh. Trương Kiếm Thánh có yêu cầu cảnh giới phải đạt đến Long Môn Địa Tiên, vì thế nó không dễ viết như vậy. Tuy nhiên, anh đã mất 3 ngày để viết thành công Trương Kiếm Thánh. Độ khó của Trương Kiếm Thánh lớn hơn nhiều so với Trương Kiếm Hoàng, và nó đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với những người tu hành. Sau khi viết Trương Kiếm Thánh, anh đã sai người in nó thành sách, người đầu tiên có được nó đương nhiên là Trương Khúc Linh. Hôm nay, anh về nhà thăm Khả Nhi và Đỉnh Nhi. Nhưng khi về đến nhà anh mới biết Đỉnh Nhi đã chạy đi đâu đó chơi, cả nhà đang điên cuồng tìm kiếm. Ngô Bình cũng không khẩn trương, chạy bao nhiêu cũng không thể ra khỏi Linh Xuyên, anh lập tức thả thần niệm tìm kiếm. Thoáng cái, anh đã phát hiện lúc này Đỉnh Nhi đang trốn ở 1000 mét dưới lòng đất, chơi đùa với thú thôn kim ở bên trong. Con thú thôn kim này đã được nuôi dưỡng trong nhà của Ngô Bình một thời gian, nhưng anh không ngờ rằng nó lại thích Đỉnh Nhi đến mức đưa Đỉnh Nhi vào hang ổ của nó. Ngô Bình giơ chân dậm mạnh, mặt đất rung chuyển, con thú thôn kim trợn mắt và đẩy Đỉnh Nhi lên. Một lúc sau, Đỉnh Nhi mặt mũi đầy đất vui vẻ leo lên. Cậu bé vẫn còn nhỏ, nhưng đã có thể chạy nhảy, bước đi uyển chuyển. Ngô Bình hỏi, Tiểu Hoàng đâu? Tiểu Hoàng chính là Tiểu Hoàng Long. Nhậm San San, Hoàng Long đang tu luyện dưới đáy hồ, nói muốn lột ra. Ngô Bình nhấc Đỉnh Nhi lên và đặt cậu bé vào thùng nước để rửa sạch bụi bẩn trên người. Đôi chân của Đỉnh Nhi vung vẩy dữ dội, bắn tung tóe một lượng lớn nước vào đầu và mặt của Ngô Bình. Đỉnh Nhi, ngoan ngoãn một chút đi, Ngô Bình bất đắc dĩ kêu lên. Sau khi tắm rửa cho Đỉnh Nhi, Nhậm San San thay quần áo mới cho cậu bé. Nhưng vừa mới thay đồ, cậu bé lại bất ngờ chạy đến cái ao, lao vào trong đó. Ngô Bình chẳng quản cậu bé nữa, Nhậm San San lo lắng nên vội vàng dẫn người hầu đi bắt Đỉnh Nhi lại, trong viện náo loạn ầm ĩ. Con thú thôn kim đang định chui vào hố, nhưng Ngô Bình đã nắm lấy đuôi nó và nói, thú thôn kim, tao có một ít kim loại trong tay, mày có muốn không? Thú thôn kim nhìn Ngô Bình, như thể đang hỏi là loại kim loại gì. Ngô Bình lấy ra một mảnh thiên thạch mà luyện kim cốc tặng và hỏi, mày có nhận ra nó không? Thú thôn kim liếc nhìn, đôi mắt nhỏ của nó lập tức phát sáng, nó há miệng hít vào, mảnh thiên thạch hóa khí, bị nó hút vào trong bụng. Ngô Bình giật mình, nói, thú thôn kim, vị cũng được đúng không? Thú thôn kim gật đầu, sau đó nhìn anh, hiển nhiên là nó muốn nhiều thiên thạch hơn. Ngô Bình, tao có thể đưa nó cho mày. Tuy nhiên, mày phải đưa cho tao đống phân mà mày đã tích lũy mấy ngày nay. Hóa ra thú thôn kim đã nuốt chửng tất cả các loại kim loại trên thế giới, phân của nó sẽ chứa tiên thiên kim mẫu. Mà thú thôn kim cũng biết giá trị của phân nó, cho nên nó không bao giờ đại tiện ra bên ngoài, mà luôn luôn đại tiện ở trong hang. Sau khi nghe những lời của Ngô Bình, thú thôn kim ngay lập tức chui vào lỗ. Một lúc sau, nó đẩy ra một cục phân lớn, đường kính hơn 1 mét. Nhìn thấy cục phân, Ngô Bình ném cho nó một mảnh thiên thạch lớn khác. Thú thôn kim nuốt viên thiên thạch, rồi tung ra cục phân thứ hai. Bằng cách này, Ngô Bình đã đổi 7 viên thiên thạch lấy 7 cục phân mà con thú thôn kim tích lũy được.
Anh đặt 7 cục phân vào một cái bể lớn, rồi bắt đầu tinh luyện kim mẫu. Trong phân của thú thôn kim chứa không tới 1% kim mẫu, cho nên tinh luyện tương đối phiền phức. Ngô Bình đã mất nửa ngày để lấy ra một chậu toàn những hạt kim loại. Sau đó, anh nung chảy các hạt kim loại bằng lửa thần hỗn mang để lấy tiên thiên kim mẫu ra. Mãi đến tối, anh mới lấy ra được một miếng tiên thiên kim mẫu to bằng ngón tay cái. Tiên thiên kim mẫu gần như không có trọng lượng, giá trị quý giá hơn rất nhiều so với kim mẫu mà luyện kim cốc tặng, bởi vì một cái là tiên thiên, một cái là hậu thiên. Anh trực tiếp tinh luyện tiên thiên kim mẫu vào ánh kiếm để tăng cường sức mạnh của nó. Vào buổi tối, Đường Tử Di bế Khả Nhi đến, Ngô Bình gọt đào cho con gái ăn. Sau khi ăn đào, cô bé ngủ thiếp đi. Ngô Bình lấy ra một số đồ ăn nhẹ mà Đường Tử Di chưa từng thấy trước đây. Cô ấy ăn mấy miếng, cười nói, Hỷ Bảo hình như chơi rất vui, giờ vẫn chưa trở về. Ngô Bình, vẫn chưa về sao? Đường Tử Di, đây là lần đầu tiên nó có bạn gái, chưa quay về cũng là chuyện bình thường. Ngô Bình có chút lo lắng, suy nghĩ một chút rồi nói, anh đi hỏi một chút. Anh lấy ra một miếng ngọc phù, đưa pháp lực vào, hỏi, Hỷ Bảo, con nghe thấy không? Thế nhưng hồi lâu không có âm thanh, Ngô Bình không khỏi nhíu mày. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng từ trong ngọc phù truyền đến, cậu là phụ huynh của Lý Nguyên Tượng sao? Cậu có biết chứa chấp vu sư là tội nặng không? Ngô Bình híp mắt, ông là ai? Đầu bên kia nói, chúng tôi đã khống chế được Lý Nguyên Tượng, yêu nghiệt của vu tộc, chuẩn bị áp giải lên thiên giới để chờ xử lý. Ngô Bình vô cùng tức giận. Nghiêm mặt nói, nếu các người dám động đến con trai tôi sẽ khiến nhà họ Dương các người phải trả giá đắt. Người nọ cười lạnh, nhà họ Dương của Thập Thánh Sơn Mạch không sợ đâu. Nói xong, đối phương liền cắt đứt liên lạc. Đường Tử Di khẽ thở dài, sao có thể xảy ra chuyện này? Huyền Bình, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngô Bình nói, đi Thập Thánh Sơn Mạch, tìm hiểu tình huống. Anh không thể ngồi yên. Ngay lập tức lao đến núi Thập Thánh. Một tia sét xuyên qua không trung và đáp xuống núi Thập Thánh không lâu sau đó. Núi Thập Thánh là một dãy núi nối tiếp, 10 đỉnh của nó là nổi tiếng nhất, được gọi là Thập Đại Thánh Sơn. Anh bay lơ lửng trên không, cao giọng nói, Dương thị của núi Thập Thánh, mau ra đây gặp tôi. Một luồng ánh tiên bay kên từ một ngọn núi trong đó, một người đàn ông bay vọt lên. Người này mặc áo bào đen. Tóc đen râu xám, lạnh giọng nói, to gan lắm, dám đến núi Thập Thánh gây chuyện. Ngô Bình, vừa nãy người nói chuyện với tôi là ông đúng không? Người đàn ông hừ lạnh, đúng vậy, tôi là Dương Tài Tân, gia chủ Dương Thị. Ngô Bình, Lý Nguyên Tượng bị ông bắt đúng không? Dương Tài Tân lạnh nhạt nói, là tôi, tên nhóc đó là tàn dư của vu tộc, tôi bày kế bắt nó, đang định đưa đến thiên giới. Còn cậu dám che giấu vu tộc? Cũng là tội nặng, tiên đình sẽ không tha cho cậu. Ngô Bình nói, người ta có phải vu tộc không liên quan gì đến ông? Ông có tư cách gì mà quản con trai tôi? Dương Tài Tân hừ lạnh, người của núi Thập Thánh này là hậu duệ của thần chính gốc, có nghĩa vụ thay trời hành đạo. Ngô Bình lạnh lùng nói, đưa Lý Nguyên Tượng ra đây, tôi có thể tha chết cho ông. Dương Tài Tân, cậu nghênh ngang thật, tôi nói rồi, đây là núi Thập Thánh. Không phải nơi cậu có thể làm càn. Ngoài ra muốn đưa Lý Nguyên Tượng đi cũng được, hãy đưa thêm Ngộ Chân Đan đây. Ngô Bình híp mắt, ông muốn Ngộ Chân Đan. Dương Tài Tân, tôi không chỉ muốn Ngộ Chân Đan mà còn muốn cậu giao luyện đan sư đã luyện chế Ngộ Chân Đan ra đây. Ngô Bình cuối cùng cũng hiểu, người nhà họ Dương đang thèm muốn Ngộ Chân Đan. Anh cười lạnh, nhà các người tham lam thật. Nếu ăn nói tử tế thì các người muốn đan dược gì cũng được, tôi sẽ không từ chối. Nhưng các người lại muốn cướp cả luyện đan sư, đúng là lòng tham không đáy. Dương Tài Tân nói ít thôi, cậu có giao luyện đan sư không? Ngô Bình im lặng một lúc, nói, được, nhưng tôi phải thấy Lý Nguyên Tượng trước, xác nhận nó không bị thương. Dương Tài Tân lạnh nhạt nói, được. Cậu có gan thì cứ đi theo tôi, nói rồi ông ra lao xuống một ngọn núi. Ngô Bình đi theo không hề do dự, tìm cơ hội giải cứu Lý Nguyên Tượng. Ngô Bình đáp xuống một quảng trường trên núi, vừa đáp xuống,
anh đã cảm thấy một trận pháp tuyệt thế bao trùm lấy anh, áp chế tu vi của anh. Anh tỉ mỉ cảm nhận, đây chính là thánh uy mà thánh nhân mới có được, chẳng lẽ trên núi này có thánh nhân sao? Dương Tài Tân đáp xuống cách đó không xa, ông ta nhìn chằm chằm vào Ngô Bình và chế nhạo, khi cậu đến đây, mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa đâu. Ngô Bình, không ngờ tới nhà họ Dương các người lại có đại trận do thánh nhân bố trí. Dương Tài Tân trầm giọng nói, bây giờ cậu mới nhận ra thì đã muộn. Ngô Bình, đưa tôi đi gặp Lý Nguyên Tượng. Dương Tài Tân cười khẩy, cậu có giá trị hơn Lý Nguyên Tượng, cậu đã tới rồi thì không thể đi được. Ngô Bình nhíu mày, ông lừa tôi sao? Dương Tài Tân cười ha hả và xua tay, nhốt cậu ta lại. Ngay lập tức, hai người lao ra, bước tới và giữ Ngô Bình xuống, đặt một bộ xiềng xích lên người anh và khóa tay chân anh lại. Sức mạnh của Ngô Bình đã bị áp chế bởi một luồng thánh uy, nhưng anh không chống cự, để những người này khóa anh lại. Anh lạnh nhạt nói, hiện tại có thể để cho tôi gặp Lý Nguyên Tượng chưa? Dương Tài Tân nói, đừng lo lắng, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi trước. Ngô Bình đi theo Dương Tài Tân qua quảng trường đến một ngọn đồi phía trước có một cái hang, hai cậu bé đứng ở cửa. Hai người tiến vào hang động, bên trong quả nhiên có một cái động vô cùng rộng lớn. Trong hang động treo hàng vạn hạt dạ minh châu, dưới ánh đèn dịu nhẹ, một người đàn ông tóc dài xõa vai đang khoanh chân ngồi đó, nửa người đã hòa vào trong đá, chỉ còn nửa thân trên là bình thường. Tuy nhiên, trên bề mặt da của người đó có một phần đã bị hóa đá. Dương Tài Tân đến bên người đó và cúi đầu thật sâu, thánh tổ. Người đàn ông nhìn qua ước chừng 40, nhưng tuổi thật lại kinh người. Lão khẽ mở mắt ra, lạnh nhạt nói, mang người tới rồi sao? Dương Tài Tân nói, vâng, thánh tổ, người này là bố của Lý Nguyên Tượng, rất có thể là luyện đan sư. Người đàn ông gật đầu với Ngô Bình, trầm giọng nói, sao lại xích khách lại? Cởi xiềng xích ra. Ngô Bình nói, không cần, cái xiềng xích này rất thoải mái. Dương Tài Tân, thánh tổ, người này không yếu, đệ tử sợ không kiểm soát được, vì vậy tạm thời xích cậu ta lại. Ngô Bình, đừng giả nhân giả nghĩa, chỉ cần nói cho tôi biết mục đích của các người là gì. Người đàn ông tóc dài khẽ mỉm cười, ta là lão tổ của nhà họ Dương, ngày xưa không thể tu thành thánh, thân thể hóa đá, cần một viên đan dược đặc thù mới có thể khôi phục lại. Lần trước, ta đã nhìn thấy viên ngộ chân đan do cậu đây luyện chế, hiệu quả rất tuyệt vời. Vì vậy, ta muốn nhờ cậu luyện đan cho ta. Ngô Bình, nếu muốn nhờ tôi luyện đan thì chỉ cần nói chuyện bình thường, tại sao lại lừa tôi? Còn nữa, con trai nguyên tưởng của tôi đâu? Người đàn ông tóc dài cười nói, nhà họ Dương gia hiện tại rất cần một luyện đan sư như cậu, hy vọng cậu có thể ở lại nhà họ Dương. Ngô Bình híp mắt, các người muốn cầm tù tôi. Người đàn ông tóc dài, cậu hiểu như vậy cũng không sai, nhưng nếu cậu có thể phối hợp, ta sẽ không để cậu chịu thiệt. Ngô Bình, tôi có thể cân nhắc, nhưng trước đó, tôi muốn gặp Lý Nguyên Tượng. Dương Tài Tân lạnh lùng nói, đồng ý trước, nếu không tôi sẽ giết con trai của cậu. Ngô Bình thở dài, ông thực sự nghĩ rằng thánh trận này thực sự có thể áp chế tôi. Dương Tài Tân giật mình, nhưng sau đó lại bình tĩnh lại, hừ, chẳng lẽ cậu có thể chống lại thánh trận? Người đàn ông tóc dài, đừng cố gắng chống cự, đại trận này cho dù là Đại La Đạo Quân tới cũng bó tay. Ngô Bình, tôi nói một lần cuối cùng, giao Lý Nguyên Tượng ra, tôi có thể tha cho các người. Đồ tự phụ, Dương Tài Tân tức giận, dùng tay tát vào má trái của Ngô Bình. Ông ta vừa mới giơ tay lên. Liền nghe ầm một tiếng, một luồng khí tức thánh hoàng được phóng thích ra. Thánh hoàng là vua của thánh nhân, vào ngay lúc cảm nhận được khí tức thánh hoàng, trận pháp lập tức sụp đổ, thánh uy lập tức tiêu tán. Rắc rắc. Xiềng xích trên người Ngô Bình vỡ tan ngay lập tức, sau đó anh tóm lấy tay của Dương Tài Tân và ném ông ta xuống đất. Ông ta phun ra một ngụm máu và suýt nữa bất tỉnh. Người đàn ông tóc dài lộ ra vẻ kinh hãi, trên người cậu làm sao có thể có khí tức thánh hoàng. Ngô Bình nói, tôi đã cho ông một cơ hội, nhưng thật đáng tiếc, ông không trân trọng nó. Nói xong, anh đá vào tảng đá. Cơ thể của người đàn ông tóc dài hóa đá, với cú đá này, một nửa cơ thể của lão trực tiếp sụp đổ, lão hét lên một tiếng thảm thiết.
chết đi, sau đó anh đá thẳng vào đầu lão tổ nhà họ Dương. Người xung quanh suýt phát điên, kẻ này dám giết lão tổ. Sau đó, thần niệm của Ngô Bình được kích hoạt hoàn toàn, anh tìm được vị trí của Lý Nguyên Tượng ngay lập tức. Anh biến thành tia chớp và ngay lập tức xuất hiện tại vị trí của Lý Nguyên Tượng, đó là một hang động trong núi. Lý Nguyên Tượng lúc này vẫn hôn mê, nhất định đã trúng độc gì đó. Anh vươn tay định chộp lấy thì một luồng ánh đen bay ra từ trên người Lý Nguyên Tượng. Một giây sau, Lý Nguyên Tượng đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Ngô Bình, cậu ấy kinh ngạc hỏi, bố, sao bố lại tới đây? Ngô Bình sầm mặt, nói, đồ không có não, đi vào động thiên đi. Anh ném Lý Nguyên Tượng vào trong động thiên, sau đó lao ra khỏi động thiên, đâm hai tay vào không trung, dường như chộp lấy thứ gì đó, rồi mạnh mẽ xé nó ra. Bùm! Trong hư không, anh lại xé ra một cái lỗ, sau cái lỗ đó là một thế giới khác, đó là một trong 10 thánh địa của núi Thập Thánh, Uyên Thánh Cảnh. Tu sĩ xung quanh đều kêu lên, đừng để hắn xông vào Uyên Thánh Cảnh. Nhưng ai cũng hét mà chẳng ai dám đi lên ngăn cản. Dù sao lão tổ còn bị đánh chết rồi, mấy người này làm sao là đối thủ của Ngô Bình được. Ngô Bình lóe lên, đi vào Uyên Thánh Cảnh. Anh vừa đến đã cảm nhận được một khí tức vô cùng quen thuộc và thân thiết ở thế giới này. Đột nhiên một ông lão xuất hiện trước mặt anh, trầm giọng nói cậu là ai? Sao lại xông vào Uyên Thánh Cảnh? Ngô Bình nhìn ông lão, tu vi người này không yếu, có lẽ vì có lây nhiễm chút khí tức thánh nhân nên quanh thân đầy ánh sáng. Anh không quan tâm đến ông lão mà đi lên một bước, biến mất ngay tức khắc. Ngay sau đó anh đến trước một cung điện. Bên ngoài cung điện có 10 hộ vệ, ai nấy đều là cường giả cấp chân tiên. Lùi xuống, một hộ vệ gào lên. Ngô Bình không quan tâm, anh vung tay lên, mấy hộ vệ ngăn chặn bị anh đánh bay. Anh đi thẳng đến cổng cung điện, đẩy ra. Ầm ầm. Cổng cung điện bị đẩy ra dễ dàng, bên trong sương mù bao phủ, một bảo vật được bao bọc bởi ánh sáng lơ lửng trong điện. Mau bảo vệ quái bàn, hộ vệ ngoài điện gào to. Ngô Bình nhìn thấy bảo vật ngay lập tức, đó là một cái quái bàn, bên trên có khí tức của thánh nhân. Mắt anh sáng lên, liền giơ tay tóm về phía quái bàn. Quái bàn tỏa ra ánh đen, định vọt ra khỏi tầm tay anh. Nhưng anh đã hiểu được ý nghĩa quẻ, liền hấp thu ánh sáng đen này. Quái bàn rung lên ong ong, ngoan ngoãn rơi vào tay anh. Mắt anh phát sáng, liền cười nói, đây là hậu quái bàn. Anh cất nó đi. Người anh hóa thành tia chớp, một tiếng sấm vang lên, anh liền biến mất. Ngô Bình cầm quái bàn rời khỏi Uyên Thánh Cảnh, anh về thẳng nhà. Anh thả Lý Nguyên Tượng ra khỏi động thiên, cậu ấy rất xấu hổ, nói, bố ơi, con sai rồi. Ngô Bình hỏi, sai chỗ nào? Lý Nguyên Tượng khẽ thở dài, con không nên nhẹ dạ tin tưởng người khác. Ngô Bình, cô bé nhà họ Dương kia thì sao? Lý Nguyên Tượng lạnh nhạt nói, chính cô ấy cho con uống nước có độc nên con mới hôn mê. Ngô Bình vỗ vai cậu ấy, nói, không sao, trong nhà có rất nhiều mỹ nữ, con thích người nào cũng được. Lý Nguyên Tượng lắc đầu và nói, con sẽ không theo đuổi các cô gái nữa, con phải tu luyện chăm chỉ và cố gắng đánh bại bố. Ngô Bình cười nói, muốn đánh bại bố thì phải cố gắng lên. Anh sợ Lý Nguyên Tượng nghĩ không thông nên không trách mắng mà nhờ Đường Tử Di khai sáng cho cậu ấy. Chuyến này Ngô Bình chém đầu lão tổ nhà họ Dương, 9 ngọn núi còn lại trong núi Thập Thánh có phản ứng khác nhau, có người kinh hãi, có người hả hê. Ngô Bình không buồn quan tâm đến những vấn đề này, anh đến nơi luyện công, lấy hậu thiên quái bản ra để lĩnh hội và dùng nó để hoàn thành ý nghĩa quẻ. Anh thực hiện trong suốt 7 ngày. 7 ngày sau, một bóng quẻ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời toàn bộ Linh Xuyên. Dưới bóng hư ảo của quẻ này, chúng sinh chấn động, sâu dưới đất, cá dưới nước, chim trên trời, con người đang lao động lần lượt ngước nhìn. Bóng quẻ chậm rãi xoay tròn, hội tụ một luồng linh lực giữa thiên địa khiến cho linh lực Linh Xuyên nhanh chóng tăng lên mấy lần. Sau đó, bóng quẻ biến mất, Ngô Bình bước ra khỏi phòng bế quan. Cho đến nay, anh đã lĩnh ngộ thành công 2 tầng đầu tiên của ý nghĩa quẻ, anh chỉ còn một bước nữa là đạt đến viên mãn. Muốn lĩnh ngộ trọn vẹn ý nghĩa quẻ, e rằng phải dựa vào quẻ tiên thiên. Anh lẩm bẩm nói,
Quẻ hậu thiên chỉ có thể giúp anh lĩnh ngộ hai tầng đầu tiên, tầng thứ ba yêu cầu quẻ tiên thiên. Anh không chỉ lĩnh hội ý nghĩa quẻ mà còn luyện thành công các quái bản do vua để lại, đây là thánh khí có sức mạnh phi thường, có thể đánh địch hoặc dàn trận. Sau khi hiểu được ý nghĩa quẻ, Ngô Bình tiếp tục mở nhân tàng. Lần này, thứ anh muốn mở ra chính là nhân tàng thứ ba. Nhân tàng này mạnh hơn và anh đã phải mất một thời gian mới mở nó ra. Đột nhiên, một không gian kỳ dị xuất hiện, không gian này tràn ngập năng lượng thần bí, nhưng những năng lượng này lại phân tán khắp nơi, giống như từng đám mây trắng lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, Ngô Bình chợt hiểu rằng nhân tàng này trống rỗng, và anh có thể tự mình xây dựng nó. Vì vậy, anh huy động năng lượng không gian, dựa vào ý nghĩa thiên tượng để tạo thành một đại trận thiên tượng. Dàn trận là cả một quá trình lâu dài, không phải ngày một ngày hai. Sau khi xây dựng nó được 3 ngày, anh phải dừng lại vì Tiêu Thái Tôn đã gửi tin đến yêu cầu anh đến Thiên Đạo Môn. Thì ra bọn họ phát hiện, thiên vực sẽ lại một lần nữa tiến vào chu kỳ mở hoàn toàn, thời gian sẽ rơi vào khoảng tháng sau, lúc đó thiên vực sẽ an toàn nhất, Ngô Bình có thể nhân cơ hội tiến vào khám phá. Ngô Bình đã muốn vào thiên vực từ lâu, nhưng Tiêu Thái Tôn nghĩ rằng vào thiên vực sau cảnh giới đoạt thiên sẽ an toàn hơn. Sau khi nhận được tin, Ngô Bình đã bay đến Doanh Châu và tìm thấy hòn đảo nơi Hanami Tsukihime và những người khác đang ở. Chuyến này, một là thăm mọi người, hai là đưa Tử Phi trở lại Thiên Đạo Môn. Gia đình của Tử Phi đã bị giết bởi nhà họ Ngụy, anh ấy muốn cải thiện tu vi của Tử Phi và giúp cô ấy báo thù. Anh bay đến Đông Doanh, nhanh chóng tìm thấy hòn đảo. Anh đang chuẩn bị đáp xuống hòn đảo thì thấy 10 chiếc tàu chiến đang vây quanh hòn đảo, mỗi chiếc đều rất lớn. Trên tàu có hàng ngàn binh lính. Tuy nhiên, những người lính này không dám lên đảo, bởi vì có một nhóm các tu sĩ thiên tiên do Hỏa Hoàng Nhi kiểm soát trên đảo. Khi Ngô Bình đáp xuống, Hanami Tsukihime đã đợi sẵn để chào đón anh. Anh Huyền Bình, lâu lắm mới thấy Ngô Bình, Hanami Tsukihime liền vui vẻ nhào vào trong lòng anh. Ngô Bình cười nói, Tsukihime, tu vi của em tiến bộ rất nhanh. Khi anh rời đi lần trước, Hanami Tsukihime chỉ là cảnh giới linh biến, nhưng bây giờ cô ấy đã địa tiên thần hóa. Hanami Tsukihime, em tu luyện hàng ngày, vì cũng không có việc gì khác để làm. Ngô Bình hỏi, những chiếc thuyền chiến bên ngoài kia là gì? Hanami Tsukihime, đó là chiến hạm của nước Oa, bọn họ yêu cầu chúng em mở đảo, nhưng em mặc kệ bọn họ, dù sao bọn họ cũng không dám lên đảo. Ngô Bình, bọn họ vây đảo bao lâu rồi? Hanami Tsukihime, đã hơn một tháng. Cũng may chúng em đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, không cần rời đảo. Ngô Bình, nước Oa này muốn làm gì, chiếm đảo sao? Hanami Tsukihime, hẳn là như vậy. Nhưng mặc kệ bọn họ đi, hòn đảo này cũng không phải là nơi ở lâu dài, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Lúc này Chu Chu cũng chạy tới. Cô gái nhỏ vốn là chủ nhân của nơi này, cô bé đã sống một mình nhiều năm. Sau đó, Ngô Bình và nhóm của anh xuất hiện, mang đến những thay đổi cho cuộc sống của cô bé. Anh ơi, cuối cùng anh đã trở lại, anh sẽ đi nữa sao? Ngô Bình cười nói, Chu Chu, khi anh rời đi, anh có thể mang em theo không? Chu Chu vỗ vỗ tay, được, Chu Chu ở chỗ này đã chán rồi, em muốn ra ngoài xem một chút. Lúc này, một giọng nói tức giận đột nhiên vang lên bên ngoài đảo, chúng tôi sắp đổ bộ lên đảo, nếu đắc tội các người thì xin thứ lỗi. Hanami Tsukihime, đừng lo lắng về họ, điều này đã xảy ra nhiều lần. Ngô Bình, đi xem một chút. Anh đến rìa đảo và nói lớn, tại sao các người lại bao vây đảo? Một vị tướng từ trên chiến hạm bay ra, tên đó mặc áo giáp đen nặng nề. Nhìn Ngô Bình nói, chúng tôi được lệnh của Dương Tử đến đoạt lại hòn đảo này, xin mời mau chóng rời đi. Ngô Bình, hòn đảo này chỉ là nơi chúng tôi tạm trú, 2 ngày nữa chúng tôi sẽ chuyển ra ngoài, đừng la hét nữa. Tướng quân nói, cậu có thể đi nhưng cô gái của tướng phủ nhất định phải ở lại. Ngô Bình híp mắt, ồ, các người định mang cô bé đó đi à? Tướng quân nói, đây là mệnh lệnh của Vương Tử. Ngô Bình, vậy thì xin lỗi nhé, tôi nhất định phải mang cô bé đó đi.
Tướng quân đó trầm giọng nói, nếu thế thì chúng tôi đành phải đắc tội. Hắn rút ra một thanh đao oa, sau lưng bỗng xuất hiện một ảo ảnh quái thú. Hắn nói, quẻ. Bỗng chốc lại có những vị tướng quân xuất hiện, ai nấy sau lưng đều có ảo ảnh quái thú. Họ tạo thành một đại trận, một luồng trường lực kỳ dị khiến không gian trở nên vặn vẹo, bốn phía ngập mây mù. Ngô Bình nhìn mà mặt tỏ vẻ khinh thường. Trận pháp này, anh nhắm mắt cũng phá được, nhưng anh cũng không vạch trần mà quay người đi về. Hanami Tsukihime nói, chủ nhân, đám người này muốn bắt Chu Chu sao? Ngô Bình, xem ra họ cũng biết chuyện của tướng phủ, có lẽ bắt Chu Chu chính là ý muốn của thế giới tà ác đó. Hanami Tsukihime, chúng ta phải làm thế nào? Bây giờ đi luôn sao? Ngô Bình, không cần sốt ruột, chúng đã phong tỏa nơi này, hình như đang đợi ai đó. Anh rất tò mò, cũng muốn gặp người đó. Anh dừng một lúc, nói, mấy ngày nay anh vừa hay có thời gian chỉ dạy cho mọi người tu hành. Về đến phủ, Hanami Tsukihime pha trà cho anh, nói, anh Huyền Bình, vẫn chưa có tin tức của ông em, cũng không biết ông đang ở đâu. Ngô Bình, không sao đâu, anh đã tính một quẻ rồi, ông ấy không sao. Sau đó anh hỏi, có tin tức gì bên nhẫn giới không? Hanami Tsukihime, nghe nói bây giờ nhẫn giới có một thế lực rất lớn, ngay cả nước Oa cũng phải nghe lệnh. Ngô Bình gật đầu, xem ra những người này quả nhiên không đơn giản. Tiếp đó anh liền ở lại đảo tiếp tục tu luyện, hoàn thiện đại trận thiên tượng trong nhân tàng thứ ba. Đồng thời anh cũng chỉ dạy mọi người tu luyện. Ba ngày sau, đại trận thiên tượng viên mãn, anh tiếp tục chinh phục nhân tàng thứ tư. Nhân tàng thứ tư cũng kiên cố như nhân tàng thứ ba, phải mất 5 ngày để mở nó ra. Khi nhân tàng này được mở ra, trong trời đất vang lên một tiếng động lớn. Một khi nhân tàng thứ tư được mở ra, một lực lượng không gian sẽ lan rộng. Ngô Bình lập tức chuyển sức mạnh này vào động thiên. Có thêm sự gia cố của sức mạnh này, động thiên của anh nhanh chóng được củng cố và quy mô tiếp tục mở rộng ngoài dự kiến. Ba ngày sau, anh cảm thấy động thiên của mình trải qua rất nhiều tăng trưởng và củng cố, cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới đại thành. Sau khi động thiên đại thành, anh tiếp tục luyện tả chú để gia cố thân thể, nó thuộc tầng đầu tiên của bất tử kinh. Trước đây, anh đã tu luyện 37 loại chú pháp, bây giờ anh tiếp tục tu luyện 13 loại chú pháp tiếp theo. Không biết có phải vì nhân tàng thứ tư mở ra hay không, tốc độ Ngô Bình tu luyện chú pháp tăng nhanh rõ rệt, 5 ngày sau anh đã thu thập được 100 loại chú pháp. Lúc này toàn thân anh đột nhiên tỏa ra ánh sáng, trong cơ thể xuất hiện vô số thần chú. Cuối cùng anh cũng hoàn thành tầng đầu tiên của bất tử kinh, bách chú chỉ thân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 97.